mọi thứ đều phải theo thứ tự đến trước sau a à. chờ ta xử lý ân oán cùng à xong người ở đây hảo hảo nói chuyện với à ta thạch trảm phong cười mỉa mai một tiếng lại vung đao lên đao thế càng hung hiểm hơn lại lần nữa chém xuống ót quốc thiên tầm ánh mắt hàn lập lóe lên lòng bàn tay sáng lên bạch quang ngón tay chạm một cái hòn đá trong lòng bàn tay lập tức trở nên đỏ rực như lửa cổ tay hắn rung lên trong lòng bàn tay liền có một tiếng lôi minh rất nhỏ vang lên tiếp theo chính là một tiếng xé gió kéo dài chỉ thấy bốn hòn đá lửa đỏ rời khỏi tay hóa thành bốn đường vòng cung lửa đỏ đan nhau bay đến trước người thạch trảm phong trong nháy máy hai viên trực tiếp đánh vào chiến đao trong tay gã hai viên còn lại chia ra bay về phía đan điền và ngực của gã thạch trảm phong sợ hãi cả kinh trường đao trong tay đưa mạnh lên vội vàng che ở trước người hai viên hỏa thạch đánh tới chiến đao bị hụt mất còn hai viên đánh lên người gã thì bị chiến đao cản lại ầm ầm hai tiếng nổ đùng vang lên cốt đao màu trắng bỗng nhiên chấn động đụng vào lồng ngực thạch trảm phong đánh cả người và đao vang ra sau gần trăm trượng hai chân như cầy trên mặt đất kéo lê thành hai khe rãnh thật sâu sau khi ổn định thân hình thạch trảm phong liền liếc qua thân đao trên đó hiện ra hai vết nứt rõ ràng lông mày gã không khỏi nhân lại xem ra lệ đạo hiếu ở trong đại khư này đạt được cơ duyên thật đúng là làm cho người ta hâm mộ mà thôi người đã muốn cứu à ta liền bán mặt mũi cho ngươi thạch trảm phong ngừng lại một chút thân sắc khôi phục tự nhiên mỉm cười, mở miệng nói ra. Gã vừa dứt lời, thanh bạch cốt chiến đao trong tay liền rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Thân sắc gã tự nhiên, tiện tay ném thanh đao đi, bỏ lại một câu, núi cao sông dài, sau này chúng ta còn gặp lại, thân hình cao lớn lướt đi, tung người bay về phương xa, rất nhanh biến mất cuối tầm mắt. Hàn lập để gã tùy ý rời đi, không có ngăn trở, quay người chậm rãi đi tới chỗ cốt thiên tầm. chương 973, truy tìm, cốt thiên tầm nhìn thân ảnh hàn lập dần dần đến gần, sắc mặt biến hóa âm tình một hồi không biết suy nghĩ cái gì đồ vật trên tay có thể buông lỏng được rồi không cần phải cùng ta ngọc nát đá tan a à. hàn lập liếc nàng một cái nói ra cốt thiên tầm nghe vậy toàn thân buông lỏng nhìn qua khí lực thật sự đã khôi phục một ít nàng cầm một mảnh ngọc màu trắng trên tay thu vào trong tay áo rồi khẽ ngửa ra phía sau ngồi bệt xuống lấy tay chậm rãi lôi hai bắp chân từ dưới đất ra ta và ngươi lúc trước đã có xích mích vì sao phải xuất thủ cứu ta Cốt thiên tầm lấy ra một quả thú đàn ăn vào, mở miệng hỏi. Lúc trước gặp được lục hoa phu nhân, ông ấy đã giúp ta giải trừ mối họa hắc kiếp trùng. Lần này xuất thủ cứu ngươi, coi như là hoàn lại ân tình của ông ta. Hàn lập thấy thương thế của nàng tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chậm rãi đáp. Ngươi nhìn thấy ông ta, ông ấy như thế nào rồi? Cốt thiên tầm nghe thấy vậy, vội vàng hỏi. Ông ta rất ổn, lúc trước được ách quái mang đi, có lẽ là đến chỗ thánh hài. Hàn lập từ tốn nói. Cốt Thiên Tầm nghe vậy, thần sắc hòa hoãn, an tâm hơn một chút. Ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Hàn Lập đột nhiên hỏi. Ngươi hẳn là đã biết ha? À? Đúng vậy, ta đích xác là quân cờ mà Tam Hoàng Tử lưu lại trong tích lân không cảnh. Năm đó nếu không phải gã an bài che chở, ta đã sớm đi theo mẫu thân chết cùng một chỗ dưới tay Đỗ Thanh Dương rồi. Ta có thể trưởng thành đến nay, báo thù được cho mẫu thân đều là cầu xin gã ban cho. Cho nên lần này, theo mệnh lệnh của gã là diệt trừ Đại Hoàng Tử và Thập Tam Hoàng Tử ta không thể không tuân theo. Cốt thiên tầm do dự một chút, đáp, trước kia thật sự là mắt ta vụng về rồi, không thể nhìn ra. Hàn lập nghe vậy, nhớ lại đủ mọi chi tiết ngày xưa khi gặp mặt tam hoàng tử thạch phá không, thật sự tìm không ra được sơ hở gì, nhịn không được thở dài nói. Cốt thiên tầm tưởng là Hàn lập đang nói mình, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, nói ra. Nếu như có thể, ta thật không muốn đối địch với ngươi. Đại hoàng tử tùy ngươi giết, khi trọng yếu nhất ta có thể ra tay giúp đỡ cũng không là vấn đề, nhưng nếu như ngươi ra tay với Thạch Xuyên không thì đừng trách ta không niệm tình xưa, đối với ngươi hạ sát thủ. Hàn Lập nghe vậy, nhíu mày nói ra, Cốt Thiên Tầm nghe vậy, ánh mắt phức tạp, cả buổi không nói tiếng nào. Thời gian trôi qua khá lâu, nếu Thạch Trảm Phong chưa đi thì có lẽ đã quay lại rồi. Bây giờ hẳn đã an toàn, người tự giải quyết cho tốt. Hàn Lập xuất lời, bước qua bên cạnh nàng, thân hình phóng thẳng lên không trung, đáp xuống phía xa. Cốt thiên tầm kinh ngạc không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, rồi từ từ đứng lên. Bước chân nàng có chút yếu ớt, đi qua một bên, cúi người nhặt lên cây cốt thương màu trắng của mình rồi đứng dậy, hít sâu một hơi, đuổi theo hướng Hàn Lập vừa rời đi. Ở phía trên di tích kiến trúc, thân ảnh Hàn Lập lúc lên lúc xuống, tốc độ di chuyển 10 phần mau lẹ. Giờ phút này, lông mày hắn cao lại, tâm tư có chút phân loạn. Lần này hành trình trong tích lân không cảnh tốn thời gian thật sự quá lâu, vốn định nhanh chóng tìm được tử linh, là có thể lập tức phản hồi, không nghĩ đến bản thân mình bị lâm vào chuyện loạn đấu xích mích giữa hai thành huyền khôi. Giữa hai thành, lừa người gà ta đã đủ khiến cho người ta đau đầu, hiện tại lại có thể rõ ràng nhìn ra được, đại hoàng tử thạch trảm phong và tam hoàng tử thạch phá không đều liên quan trong này, tình thế trở nên càng ngày càng phức tạp hơn. So với việc thạch trảm phong tự mình mạo hiểm, Hàn Lập càng thêm để ý việc thạch phá không sắp đặt từ bên ngoài, từ cốt thiên tầm có thể nhìn ra việc thạch phá không sắp xếp bên trong tích lân không cảnh chắc cũng đã lâu rồi. Mà hai phe bọn chúng, đối với một nơi được coi là đất cằn sỏi đá như tích lân không cảnh lại đều cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nguyên nhân hẳn là cũng chỉ có thể liên quan đến bộ thánh hải bên trong đại khư kia thôi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hàn Lập không khỏi có chút siết chặt, chẳng lẽ Thạch Xuyên không chủ động đi theo mình đến đây cũng là vì chuyện này. Thay vì suy đoán chuyện này, chỉ bằng ngẫm lại là chuyện gì xảy ra với giải đạo nhân. Hàn Lập tự diếu, cười một tiếng, từ lúc tiến vào tích lân không cảnh đến nay, hắn liền phát hiện liên hệ giữa mình và giải đạo nhân trở nên càng ngày càng yếu ớt cũng không phải liên hệ thần hồn giữa hai người bị chém đứt mà là cảm giác từ bên trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy gã trở nên lạ lẫm ngẫm nghĩ lại những nội dung ghi trong ngọc giản mà giải đạo nhân đưa cho hàn lập càng ngày càng hiếu kỳ mục đích của giải đạo nhân đến cùng là gì hắn thậm chí cảm thấy được chủ nhân mà giải đạo nhân hay nói có phải hay không chính là bộ thánh hài kia hoặc chính là kẻ từng là chủ nhân của chỗ đại khư này nếu không vì sao trong ngọc giản có thể ghi chép chính xác vị trí và phương pháp lấy viên cầu chạm giống kia. Mà giờ khắc này, tuyến đường hắn đang truy tìm cũng đều là từ trong ngọc giản kia mơ hồ đề cập tới đấy. Lại qua đi mấy trăm dặm, ven đường bắt đầu xuất hiện vùng diện tích lớn các di tích bị sụp đổ hủy hoại, trên cơ bản đều là vết tích mới có phạm vi bị tác động cực lớn, thoạt nhìn tựa hồ là do ách quái và xa tâm lúc trước truy đuổi đánh nhau lưu lại. Mỗi lần Hàn Lập dừng lại đều dò xét sơ qua, sau đó lại tiếp tục đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa tháng đã trôi qua trong suốt quá trình hàn lập không ngừng truy tìm rốt cuộc đi tới một quảng trường đá trắng có diện tích cực lớn bốn phía quảng trường có bốn tòa tháp nhọn chín tầng đứng tại bốn góc của quảng trường mà ở chính giữa quảng trường có một tòa đại điện bảo đỉnh lưu ly đứng uy nghiêm tỏa ra khí thế hùng hồn vượt xa hết tất cả điện các kiến trúc lúc trước đã từng thấy bên trong đại khư so với phế tích suy tàn nhìn thấy ở ven đường tòa lưu ly cung điện đỉnh tròn này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo vô luận là mảnh ngói lưu ly trên mái hay là cột trụ trống quanh điện, tất cả đều sáng như mới, không có chút vết tích năm tháng nào để lại. Hàn lập xa xa nhìn lại, chỉ thấy cửa điện đối diện hắn có hai cánh cửa điện chính to lớn khắc hoa chạm rỗng đang mở rộng, phía trên cánh cửa đồ sộ treo một tấm biển mạ vàng nằm ngang, trên đó viết ba chữ cổ triện to. Thiên cơ điện, Hàn lập mặc niệm một tiếng, bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước thạch trảm phong tựa hồ cũng đề cập tới cái tên này. Nghĩ tới đây, lông mày hắn nhân lại, đè xuống khí tức chấn động trên người, bay nhanh tới gần cung điện. Lúc đến gần cung điện, Hàn Lập chú ý tới, phía trên lớp đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện số lượng lớn tinh thần phù văn, trải ra phạm vi mấy ngàn trượng bên ngoài đại điện, hiển nhiên là một phù trận hết sức phức tạp. Đến khi tới bậc thang của cung điện, đồ án phù văn biến đổi, lại tập hợp thành một tòa phù trận khác. Gần sát chỗ cửa điện, Hàn Lập liền phát hiện trên cửa điện rộng mở, khắp nơi đều có vết cháy đen, cấm chế vốn ở đó đã hoàn toàn bị phá hư. Hắn không nóng lòng tiến vào điện mà là từ một bên nhưng thân mình nhìn vào, đánh giá bên trong. Chỉ thấy trong đại điện là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi thạch giá và bàn đá ghế đá đều bị đổ ngã siêu vẹo, có cái đã triệt để vỡ tan thành bột mịn, hiển nhiên là vừa mới trải qua một phen đánh nhau không nhỏ. Hàn lập nín thở tập trung tư tưởng, yên lặng lắng nghe một lát, phát hiện trong điện một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm tiếng động. Thân hình hắn lập tức lóe lên, tiến vào bên trong đại điện. Chính giữa đại điện trống không, không thấy thân ảnh mấy người ách quái, cũng không thấy bóng dáng đám người xa tâm, chỉ có bừa bãi đầy đất là mảnh vỡ bàn ghế và những cố cốt giáp khôi lỗi có thân hình cao lớn. Hàn Lập khẽ nhíu mày, ở trong đại điện bắt đầu tra xét rõ ràng. Trải qua một hồi xem xét, hắn phát hiện những cố cốt giáp khôi lỗi này, tựa hồ cùng khôi lỗi ở di tích khác trong đại khư lúc trước từ cùng một chỗ sinh ra, thực sự không phải là khôi lỗi được điều khiển bởi khôi thành, có lẽ chúng hẳn là khôi lỗi trấn thủ nơi đại điện này. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh bộ bàn ghế sụp đổ vỡ vụn phía sau đại điện là một chiếc ghế đá màu đen, thoạt nhìn không hề thu hút mà lại còn hoàn hảo không tổn hao gì, đứng yên lặng tại chỗ. Hắn đi ra phía trước, dạo quanh ghế đá một vòng, khóe miệng cong lên một vòng tiêu ý. Hai tay hàn lập nắm lấy thành ghế đá màu đen, đột nhiên phát lực xoay qua một cái. Một hồi thanh âm xùy xùy va chạm vang lên, bên cạnh ghế đá lộ ra một thông đạo tối đen, hướng thẳng xuống dưới mặt đất. Hàn lập do dự một chút, nhưng vẫn nhảy vào trong thông đạo, dọc theo một chiếc thang đá đi xuống phía dưới. Ở trong bóng tối, sau khi đi về phía trước mấy trăm trượng, phía cuối thang đá xuất hiện một cái cổng tròn cao bằng một người, bên trong có từng trận gió thổi và từng trận âm thanh giọng nói mơ hồ không rõ truyền ra. Hàn lập đầu tiên là bước chân chậm lại, tận lực giảm bớt tiếng động tạo ra từ chính bản thân, lúc đến gần cửa vào lại vận chuyển vũ hóa phi thăng công, thân hình đột nhiên lóe lên, tiến vào bên trong cổng tròn. Vừa vào trong động, tâm thần Hàn lập thoáng buông lỏng, bên trong không có người mai phục. Hắn ẩn thân ở phía sau một khối quái thạch cao cỡ nửa người, cẩn thận từng ly từng tí quan sát phía trước. Chỉ thấy phía trước quái thạch, chính là một mảnh huyết hồ to lớn chiếm diện tích chừng mấy ngàn trượng, bên trong tràn đầy huyết dịch đỏ thấm, giống như hồ nước bình thường có chút dập dần. Trên mặt hồ là một tầng sáng mờ huyết sắc trục xuống, bên trong có huyết phụ mập mờ bất định. Hàn Lập quan sát mặt hồ thật lâu, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đã thấy được chính giữa mặt hồ vậy mà có một cố quan tài thủy tinh nổi lơ lửng. Quan tài thủy tinh, bên trên rộng phía dưới hẹp, thể tích cỡ chừng hơn 10 trượng, toàn thân trong suốt, không có nửa điểm khuyết điểm tì vết, phía trên khắc lên một bộ đồ án phù văn hết sức phức tạp. Hàn Lập cẩn thận xem xét, liền phát hiện tuy phù văn kia phức tạp nhưng hạch tâm là một cái ngũ mang tinh đồ, chẳng qua là chính giữa lại khảm vào thêm ít nhất năm loại phù trận khác, từng vòng từng vòng đan xen lẫn nhau, 10 phần tinh diệu. Trong quan tài thủy tinh đó, Hàn Lập thấy được một cỗ thi hài, toàn thân xương cốt óng ánh thanh khiết như ngọc, cao tới 10 trượng chỉ xem bề ngoài thi hài kia có thể phát hiện được, bên trên đầu lâu của nó mọc ra sừng nhọn, trong miệng có răng dài thò ra bên ngoài, phía trên bộ xương tựa hồ còn có từng tầng từng tầng lân phiến giống như hoa văn bao trùm, đó chính là một cỗ thi hài ma tộc. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần hồn hắn giữa lúc như ẩn như hiện lại xuất hiện một chút chấn động, tựa hồ cảm nhận được khí tức giải đạo nhân, chẳng qua là không có cách nào tìm được chuẩn xác vị trí của giải đạo nhân. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức cẩn thận cảm ứng. Kết quả, không quá mấy hơi thở, Hàn Lập mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một vẻ kinh nghi bất định. Hắn kinh ngạc phát hiện, liên hệ thần hồn giữa giải đạo nhân và mình tựa hồ đang dần dần trở nên càng ngày càng yếu hơn. Ngươi, cái loại phản đồ bại hoại, thật đúng là vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ bỗng nhiên từ bờ bên kia huyết hồ truyền đến. Hàn Lập thu liếm tâm thần, vội vàng ngưng mắt nhìn qua bên kia, thì thấy đám người khôi thành dưới sự chỉ đạo của sa tâm đang rằng co cùng với ách quái. Lục hoa phu nhân thì đứng ở sau lưng ách quái, mà thạch xuyên không lại nằm liệt bên chân lão, không biết là bị ách quái dùng cấm chế gì giam cầm mà vẫn đang trong tình trạng hôn mê. chương 974, thân phận ma quân, sa tâm, người chấp mê bất ngộ vẫn luôn là ngươi. Ta hỏi ngươi một câu, ta và ngươi chờ đợi chuyện này vô tận năm tháng rốt cuộc là vì cái gì? Ách quái vung tay, hỏi ngược lại, sa tâm không nói gì, hai mắt khát gao nhìn chằm chằm ách quái hai đầu lông mày nghiêm nghị lại ta và ngươi bị nhốt ở tích lân không cảnh nhiều năm như vậy khôi thành do ngươi quản lý và huyền thành của ta gút mắc ân oán nhiều năm như vậy lần này ngươi chủ động tìm tới ta nói muốn liên thủ tiến vào trốn cũ đại khư này mục đích của ngươi không phải giống ta sao cần gì phải nhắc lại chuyện cũ năm xưa làm cử chỉ lừa mình dối người như vậy ách quái cười lạnh một tiếng nói thêm không được đánh đồng ta với ngươi xa tâm gần từng chữ xa tâm nghĩ tình quan hệ đã qua ta khuyên ngươi một câu bây giờ thi hài ma quân đang ở trước mắt ngươi cùng ta chia đều mỗi người có thể ngộ đại đạo đến lúc đó muốn rời khỏi trốn lao tù tích lân không cảnh này còn không phải dễ như trở bàn tay đợi đến lúc tới được ma vực hoặc là tiên giới chính là cánh chim tự do bay lượn trên trời cao ách quái cao giọng cười to nói ra ma quân hàn lập nghe lời nói ấy không khỏi nhìn lại bộ quan tài thủy tinh trôi nổi giữa mặt hồ máu kia Giờ phút này trong lòng hắn có thể khẳng định, thì hài ma tộc bên trong quan tài thủy tinh chính là thánh hài, không hiểu vì sao ách quái lại gọi là ma quân. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi liên tưởng đến giải đạo nhân, tựa hồ gã có quan hệ không ít với tích lân không cảnh này mà không thể nói rõ được. Hoặc là vị ma quân này có thể chính là chủ nhân của giải đạo nhân năm đó. Giải đạo hữu người có đang ở đây, hàn lập thử dùng thần niệm liên hệ, kết quả không có ai đáp lại. Nhưng vào lúc này, âm thanh xa tâm vang lên. Ngươi cho rằng lần này ta tìm ngươi liên thủ vì mục đích bẩn thỉu giống ngươi ư? Vậy ngươi sai lầm lớn rồi, nói thật cho ngươi biết, ta đã tìm được phương pháp phục sinh chủ nhân." Sa Tâm khịt mũi coi thường nói, "Hắc hắc, phục sinh? Xem mộng lớn của ngươi vẫn chưa tỉnh a. À. Năm đó Ma Quân hợp đạo thất bại, sớm đã thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một bộ thi hài này, căn bản không có khả năng phục sinh, nếu không đại khư này há lại yên lặng nhiều năm như vậy. Thậm chí, ta còn hy vọng Ma Quân không chết." như vậy tất nhiên là ta sẽ không ở trong khốn cục đã nhiều năm như vậy. Ta khuyên ngươi nếu không muốn chết cõi lòng thì đừng đi làm cái sự tình vô vị đó. Vẻ trào phúng trên mặt ách quái chợt lóe lên, rồi biến mất. Đồ lòng lang dạ sói, nếu không phải do ngươi phản bội lúc mấu chốt hợp đạo của chủ nhân, tạo thời cơ cho ma chủ nhúng tay, chủ nhân tất nhiên có thể hợp đạo thành công, tiến giai cảnh giới đạo tổ. Sa tâm nổi giận mắng, hư, ngươi căn bản không biết cái gì, năm đó cho dù không có ma chủ nhúng tay, lão ta cũng không thành công được. Ách quái hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn bản sự như thế nào ngươi cũng biết rõ. Năm đó nếu không có chủ nhân bồi dưỡng, ngươi đã sớm hóa thành cặn bã ở địa phương dơ bẩn nào rồi, bây giờ lại mở miệng một tiếng ma quân, dám không tôn sưng một tiếng chủ nhân. Sa tâm nổi giận nói, đủ rồi, năm đó y truyền thụ ta phương pháp tu hành, bất quá là nhìn chúng tư chất của ta, vì bản thân mới bồi dưỡng ra một thủ hạ mà thôi. Ta không giống ngươi, làm quân cờ cho người định đoạt còn vui vẻ chịu đựng bất quá năm đó ta chọn huyền tu ngươi chọn khôi đạo sớm đã là số mệnh ngươi cả đời chỉ là khôi lối của ma quân thôi ngay cả khi y chết nhiều năm như vậy ngươi cũng không thoát khỏi được ách quái gầm lên một tiếng cắt ngang lời trách cứ của sa tâm nói ra mặc kệ ngươi nói cái gì lần này đừng hòng đoạt được thi hài chủ nhân để thỏa màn dục vọng của bản thân đợi sau khi ta phục sinh ngài xong ngài sẽ tự mình thanh toán mối thủ phản bội của ngươi năm đó Sa tâm đè xuống nộ khí, thân sắc dần bình tĩnh nói. Ách quái nghe vậy, liếc qua thạch xuyên không nằm dưới chân, cười nói. Trong tay người không có huyết mạch ma tộc hoàng gia, chỉ sợ ngay cả bộ quan tài thủy tinh kia cũng mở không ra. Trong tay ta lại có một hoàng tử điện hạ hàng thật giá thật, nếu người chịu hợp tác cùng ta, chúng ta đều có lợi. Nếu không chỉ có thể đứng nhìn bảo vật này, đừng ai nghĩ sẽ lấy được. Ách thành chủ nói lời ấy sai rồi, huyết mạch thánh tộc của chúng ta mặc dù chân quý, lại không phải chỉ một mình thập tam để có. Mà của ta lại còn tinh thuần hơn một chút, không đợi sa tâm trả lời, sau người nàng hiện ra một thân ảnh cao lớn đội mũ chụp, cười sang sảng nói. Lúc nói chuyện, người kia tháo mũ đang che đầu xuống, lộ ra một mái tóc dài màu trắng, dung mạo bình thường nhưng lại mang một cỗ khí chất khác hẳn, đôi mắt tím đậm hiếm thấy, trong con người hiện ra điểm điểm ánh sáng. Hàn lập đảo mắt qua, lông mày không khỏi nhíu lại, phát hiện người này chính là đại hoàng tử Thạch Trảm Phong. Ách quái thấy thế, Thân sắc suốt cuộc biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói. Ta tận tình khuyên nhủ ngươi như vậy coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy mà ngươi vẫn cứ cố chấp, ta và ngươi đành phải cá chết lưới rách thôi. Vừa nói xong, lão đạp mạnh hai chân xuống đất, toàn bộ không gian dưới đất theo đó chấn động mạnh, mặt huyết hồ nổi lên những cơn sóng to lớn. Thân ảnh ách quái hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy, chớp mắt một cái đột nhiên xuất hiện sau lưng thạch trảm phong, đánh ra một trường, năm ngón tay như móc câu chụp mạnh xuống đầu lâu của y. Mắt thạch trảm phong lóe lên, phát hiện có điều không đúng, thế nhưng thân thể phản ứng chậm một bước, muốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Mắt thấy đầu ngón tay sắp xuyên thủng xương đầu, đột nhiên một cây giáo bằng xương màu trắng từ bên cạnh đâm ra, tranh một tiếng, đâm vào cổ tay ách quái. Thạch xuyên không liếc mắt nhìn qua, thấy hai mắt côn ngọc trợn trừng, hai tay nắm một cây giáo xương lóe lên quang mang tinh thần màu trắng, từ một bên đâm tới chỉ thấy cán cây giáo xương cong lên như trang lưỡi liềm nhưng cũng chỉ đẩy bàn tay ách quái ra hơn tấc khó khăn lắm mới trượt khỏi đầu thạch trảm phong bàn tay mang theo kình phong gào thét đi qua lưu lại trên gương mặt tuấn lãng của thạch trảm phong mấy vết máu rất rõ thạch trảm phong nhân cơ hội này thân hình nhún xuống mũi chân lấy đà thân hình vò tới trước tay rút ra một thanh cốt kiếm dài có ba cạnh màu trắng phía trên tinh khiếu đại phóng quang mang đâm thẳng tới bụng ách quái ách quái thu cổ tay lại đánh giáo xương kia văng ra đồng thời nâng đầu gối lên trực tiếp dùng đầu gối đỡ cốt kiếm ba cạnh trên đùi lão sang lên huyền khiếu dày đặc hiện ra một tầng bạch quang mông lung giống như áo giáo che phủ bên ngoài ngăn cản mũi nhọn cốt kiếm mặc dù bên trên cốt kiếm tinh khiếu cuồng thiểm nhưng thủy chung không cách nào xuyên qua khó có thể tiến thêm muốn chết ách quái hử lạnh một tiếng bỗng nhiên giang chân đá một cái phía trên mũi chân lập tức có một đoàn bạch quang ngưng tụ nổ bung ra thẳng đến mặt thạch trảm phong thạch trảm phong thấy tình thế không ổn thế nhưng trường kiếm trong tay không lùi mà tiến, đâm mạnh một cái, rồi nương theo cỗ phản lực lướt về đằng sau, trực tiếp kéo dài ra khoảng cách gần trăm trượng. Mặc dù tốc độ y thối lui rất nhanh nhưng căn bản không bằng ách quái, thời điểm thân hình chưa đứng vững, đã bị lão đuổi theo kịp. Ách quái hiển nhiên rất nóng lòng diệt trừ thạch trảm phong, trong nháy mắt phần eo đột nhiên chuyển động kéo theo toàn bộ sống lưng như dao long xuất hải làm chấn động âm ầm, phát ra trận trận tiếng vang như sấm sét. Cơ bắp trên cánh tay phải của lão phồng lên, tầng tầng tinh quang màu trắng bộc phát dữ dội, một cỗ lực lượng bạo tạc từ đầu quyền tuôn trào ra. Nắm đấm chưa đến, thân sắc thạch trảm phong hoảng sợ, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, hư không quanh thân tựa hồ cũng vặn vẹo, đến mức thân hình di động trở nên chật vật dị thường. Hàn lập nhìn xem cảnh này, trong lòng có chút sợ hãi, lúc trước ách quái rõ ràng bị thương thế nghiêm trọng như vậy, mới qua không bao lâu, vậy mà đã khôi phục được tình trạng như thế. Uy lực một kích này, cho dù là hắn hiện tại, cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được. Đúng lúc này dị biến phát sinh, nương theo từng tiếng nổ đùng liên tiếp vang lên, bỗng xung quanh thân ách quái xuất hiện ra 12 viên cầu kim loại, bên trên tỏa ra quang mang chói mắt. Từ đó nổi lên 12 cỗ khôi lỗi, cốt giáp trên thân dạng rỡ tinh quang, trong tay đều nắm một sợi cốt liên màu trắng ở đầu mũi có lưỡi cong, đồng thời ném ra ngoài. Chỉ thấy 12 sợi cốt liên hóa thành đạo đạo bạch sắc cầu vồng, giao thoa với nhau, kết thành mạng nhện bao phủ xuống. Ách quái thấy thế, nắm đấm đang đánh đến thạch trảng phong vội xoay chuyển, đánh lên phía trên. Tinh quang trắng xóa trên nắm tay hoàn toàn nổ tung, tựa như một vùng tinh thần sáng lạt, từng đạo lưu quang làm người ta lóa mắt phóng lên tận trời, đánh tới tấm lưới lớn màu trắng do cốt liên dệt thành. Lúc này, phía trên tấm lưới lớn bằng cốt liên, tất cả quang mang tinh khiếu lóe lên, tinh thần chi lực không còn dâng trào mà hóa thành những vòng xoáy nhỏ, từ đó tuôn ra trận trận lực hút tinh thần chi lực cường đại. Ách quái đánh quyền này ra lưu quang như ánh sao, lại giống như nước chảy bị nó thu nạp hết, triệt để mất đi uy lực. Đây là, không đợi lão hết kinh ngạc, tấm lưới cốt liên đã triệt để bao phủ xuống. Kết trận, một tiếng quát truyền đến, 12 tên khôi lỗi mặc cốt giáp tay bấm pháp quyết, bộ pháp dưới chân liên tục biến hóa, động tác nhịp nhàng, trong nháy mắt liền hoàn thành kết trận. Trên lưới lớn cốt liên lập tức hiện lên một mảng điện quang màu bạc, hóa thành một quả lôi cầu màu bạc, giam ách quái vào trong đó. Hàn Lập nghe tiếng, nhíu mày nhìn lại, phát hiện nữ nhân đeo hắc sa mà sa tâm gọi là tiểu tử, giờ phút này đang khoanh chân ngồi trên mặt đất trước người bày ra một bộ trận bàn bằng đá đen, phía trên để 12 quân cờ màu trắng. Có thể đồng thời khống chế 12 tên khôi lỗi, khiến chúng bày ra pháp trận chỉnh tề, vốn không phải sự tình đơn giản, thế nhưng người làm việc này không phải xa tâm mà lại là nàng. Côn Ngọc cầm xương giáo trong tay, đứng ở bên cạnh không xa, bảo vệ nàng. Hàn Lập đang lúc kinh ngạc, chợt nghe ách quái cười nhạo một tiếng, nói chỉ bằng pháp trận thô lậu này cũng muốn vây khốn ta. Nói xong, huyền khiếu trên người lão tỏa sáng hào quang, nâng một quyền đánh mạnh lên lưới điện và cốt liên bao phủ bên trên. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, quang mang tinh thần trên quyền của lão vừa mới nở rộ, lại bị cỗ lực hút trên cốt liên hiện ra, thu nạp đại bộ phận lực lượng tỏa ra vào trong. Cùng lúc đó, bên trong lưới điện tuôn trào ra một mảnh điện quang màu bạc, đánh lên người ách quái, tóe ra mảng lớn tia lửa. Điện quang đánh xong, cốt liên đại trận vẫn hoàn hảo như cũ, chỉ là trên thân 12 tên khôi lỗi cùng xuất hiện một vết rách nhỏ bé mà mắt thường khó nhìn thấy. Mà thân thể tiểu tử khống chế pháp trận đột nhiên run lên, hiển nhiên thừa nhận áp lực không nhỏ. Trận này tự nhiên không thể vây khốn người cả đời nhưng có thể cầm chân ngươi nhất thời cũng đã đủ. Sa Tâm liếc qua tiểu tử, mặt không biểu cảm nói: "Dứt lời, nàng liếc nhìn Thạch Trảm Phong ra hiệu một cái, hai người theo thứ tự trước sau từ bên bờ vọt lên, sau mấy động tác đã đến trung tâm huyết hồ. Chương 975: Khổ nhục kế, mũi chân hai người Sa Tâm và Thạch Trảm Phong điểm nhẹ một cái lên trên mặt hồ. Thân hình đã đến bên cạnh cố quan tài thủy tinh kia, nhẹ nhàng đứng trên mặt nước khiến trên mặt hồ cũng theo đó mà lập tức nhộn nhạo lên từng gợn sóng. Sa Tâm nhìn bộ hài cốt trong quan tài thủy tinh, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra: "Thạch đạo hữu, mượn tinh huyết ngươi dùng một lát, xong việc này, chuyện đáp ứng ngươi tuyệt không nuốt lời." Thạch Trảm Phong nhẹ gật đầu, không nói gì, liền giơ bàn tay lên trên cốt kiếm ba cạnh mạnh mẽ quẹt một cái, tạo thành một vết rách trong lòng bàn tay gã chỉ thấy gã âm thầm vận chuyển lực lượng tinh thần trong cơ thể, nơi lòng bàn tay liền có từng giọt máu đỏ thẫm mang theo một chút hào quang màu vàng óng theo miệng vết thương dì ra. Sa tâm thấy thế, từ trong túi tay áo lấy ra một cây tinh lan bút được chạm khắc từ bạch cốt mà thành, phía trên khắc đầy hoa văn. Sau khi vung lên, tinh lan bút giống như được hút đầy mực, dính đầy tinh huyết của thạch trảm phong, nàng bắt đầu nhanh chóng thoăn thoát phát hỏa trên cỗ quan tài thủy tinh. Từng vết máu đỏ thấm hóa thành từng đường cong, vẽ thành một bức đại trận phù văn màu máu phủ kín toàn bộ quan tài, hơn nữa còn kết hợp với bộ ngũ mang tinh đồ phức tạp trên cố quan tài thủy tinh, hai thứ hòa thành một thể. Hàn lập nhíu mày nhìn lại nhưng chỉ thấy trên quan tài tỏa ra hào quang màu đỏ chói mắt, cả quan tài rung mạnh không thôi, toàn bộ huyết hồ theo đó mà dập dờn không ngừng. Chỉ thấy một tầng nước hồ huyết hồng giống như vật sống lan tràn lên, bao phủ cả toàn bộ quan tài thủy tinh vào, nhanh chóng hóa thành một cái kén máu thật lớn. Một tiếng ầm rung mạnh. Ách quái lần nữa phát động công kích vào đại trận cốt liên đang vây khốn lão, uy thế vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Lôi điện bao bọc cấm chế đại trận vẫn như cũ hấp thu công kích ẩn chứa lực lượng tinh thần của lão, tuy vậy đỡ được một kích này của lão, vết dạn trên người 12 bộ cột giáp khôi lối kia cũng theo đó mà nhiều hơn gấp đôi. Chỉ nghe một tiếng két vang nhỏ, 12 quân cờ màu trắng trên trận bàn trước mặt tiểu tử, tất cả đều nứt ra một cái khe hở. Cả người nàng run lên bần bật, trên gương mặt dưới tấm hắc sa phủ xuống lộ ra một mảnh tái nhợt, không có chút máu. Hàn lập chú ý tới một màn này, sắc mặt có hơi siết chặt, trong mắt hiện vẻ do dự. Dưới tình thế bây giờ, nếu hắn tùy tiện xuất thủ, khó mà đảm bảo được ách quái và sa tâm sẽ làm ra cử động gì, huống hồ hắn cũng không dám chắc nếu như hắn ra tay, có khi nào biến khéo thành vụng hay không, đến lúc đó lại tạo ra biến cố gì đó cho tiểu tử. Mặc dù hắn biết tiểu tử này hơn phân nửa chính là tử linh, nhưng hiển nhiên lúc này không phải là lúc để nhận mặt. Đúng lúc đó, trên quan tài thủy tinh bị kén máu bao quanh kia, đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, huyết thủy trên kén màu rào rào chảy xuôi xuống, không ngờ từ trong đó lộ ra bộ thánh hài như trong lời đồn kia. Mà có chút kỳ quái là cố quan tài thủy tinh chứa đựng thi hài trước đó bây giờ đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một khối tinh thạch màu đỏ như máu đang nâng lấy thi hài, trôi lơ lửng ở trên huyết hồ. Khánh Hải hiện thế, cũng không có xuất hiện cảnh tượng long trọng kỳ dị như trong tưởng tượng, mà thậm chí trên bộ thi thể kia không có một chút chấn động mãnh liệt nào truyền ra, nhìn giống như một bộ thi thể ma tộc bình thường, không có khác biệt. Ngay lúc đó ánh mắt Hàn Lập liền nhìn xuống tấm tinh thạch màu máu phía dưới cỗ thi thể, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hào quang kỳ lạ. Hắn phát hiện trên tấm tinh thạch kia hiện đầy phù văn huyền diệu không gì sánh được, trong đó đại đa số hắn chưa từng gặp qua bao giờ, dù vậy một phần nhỏ trong đó mà hắn nhận ra thì hiểu được tác dụng của tấm tinh thạch này chính là để chấn áp lực lượng huyết khí trên thi thể này ánh mắt ách quái xuyên qua lôi điện nhìn về phía bên này trong mắt càng hiện lên vẻ tham lam vô cùng lão lại lần nữa điên cuồng thi triển thủ đoạn công kích về phía đại trận đang vây khốn lão xa tâm thấy vậy ánh mắt ngưng tụ thu lại tất cả hồi ức và u sầu hai tay nhanh chóng kết ấn trước người chỉ thấy trong miệng nàng nhẹ giọng ngâm tụng mười ngón tay như cánh hoa mở ra bấm ra một cái pháp chú cực kỳ cổ quái trước người, tiếp đó bàn tay lại đặt vào bụng của mình, nhẹ nhàng ấn một cái. Bụng nàng lập tức sáng lên một đạo huyến quang màu trắng, phần bụng nàng nhìn như chứa đầy huyết nhục kia, không ngờ từ trong đó lại truyền ra từng trận âm thanh cơ quan chuyển động, làn da trắng như tuyết của nàng lật ra như hoa sen nở, mở ra bên ngoài. Không ngờ lại cải tạo thân thể thành khôi lỗi. Lục Hoa phu nhân thấy vậy, hơi kinh ngạc nói, Hàn Lập cũng phải nhướng mày, lộ ra 10 phần ngoài ý muốn theo lỗ thủng từ trong bụng nàng mở ra, từ đó tiết ra hào quang màu máu chói mắt. Bốn phía huyết hồ, ngoài trừ sa tâm và ách quái, hầu như tất cả mọi người chính mắt thấy hào quang màu máu, thân xác trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động vô cùng. Chỉ thấy trong hào quang màu máu vừa xuất hiện kia, không ngờ là một quả tim còn sống đang được phong cấm bên trong một quả cầu thủy tinh. Hàn lập nhìn xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh thấy trái tim kia không ngờ vẫn còn đang đập, thậm chí trong tai hắn còn vọng lên âm thanh tim đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cùng lúc đó, một cỗ khí thức sinh mệnh mãnh liệt từ trong trái tim kia truyền ra. Sau khi lấy trái tim ra, lỗ thủng nơi bụng của sa tâm cũng bắt đầu khép kín từng tầng, như cánh hoa sen thu lại, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là lúc này khí thức cả người nàng đã trở nên suy yếu đi mấy phần, tựa như trong nháy mắt bị rút sạch một nửa khí lực, sắc mặt biến thành trắng bệch. Ha ha, không nghĩ ra vì thủ hộ quả tim này, vậy mà ngươi nuôi dưỡng nó ngay trong cơ thể mình, cũng không dám cướp lấy một chút nào từ đó, Trách không được nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn một mực không có tiến bộ gì, trái lại tu vi sụt giảm không ít. Thật đúng là ngu xuẩn cực độ." Ách Quái thấy vậy, cười to nói. Sa Tâm đưa lưng về phía Ách Quái, không có nhìn lão, mà chỉ lấy ra một viên thú đan rồi ăn vào, tiếp đó hai tay nắm quả cầu thủy tinh, lòng bàn tay sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, muốn lấy trái tim từ trong phong ấn ra. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, vẻ mặt Sa Tâm đột nhiên biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay trước ngực nàng, bỗng dưng có một đoạn xương nhọn màu trắng trực tiếp đâm xuyên qua ngực nàng. Trên xương nhọn màu trắng kia còn có ba cạnh có rãnh dẫn theo dòng máu từ trước ngực chảy ra ồ ạt, trong nháy mắt nhuộm cả nửa người nàng. Sa thành chủ, xin lỗi. Đứng sau lưng sa tâm, vẻ mặt thạch trảm phong không đổi nói ra một câu, bỗng nhiên cốt kiếm ba cạnh trong tay gã xoắn một phát, một trận âm thanh nghiền nát lập tức từ trong lồng ngực nàng truyền ra. Sa tâm lập tức phun ra một ngụm máu, đột nhiên nàng xoay người lại, đánh một trưởng vào đầu Thạch Trảm Phong. Thạch Trảm Phong sớm đã buông lỏng cốt kiếm ba cạnh ra, bỗng nhiên huyền khiếu trên người sáng lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, lướt qua bên cạnh người nàng, không biết từ khi nào mà trong lòng bàn tay gã đã nhiều ra một thanh đoản đao bạch cốt, thuận thế đâm vào bụng của Sa Tâm. Cùng lúc đó, thân hình gã nhanh như lôi đình, đoạt lấy quả cầu thủy tinh từ trong tay Sa Tâm, mũi chân nhanh chóng điểm một cái lui lại một bên khác huyết hồ, kéo giãn khoảng cách với đám người Sa Tâm không đợi đám người lấy lại tinh thần từ trong tình thế hỗn loạn vừa phát sinh ra bên bờ huyết hồ lại vang lên một tiếng âm thanh nổ đùng chỉ nghe một tiếng rầm vang thật lớn mảng lớn điện quang màu bạc nổ tung ra hóa thành vô số điện xà màu bạc bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng khiến cho cả không gian dưới lòng đất chấn động không ngừng trong điện quang sen lẫn vô số xương gãy màu trắng bay vụt tứ tán đập lên trên mái vòng và vách núi bốn phía tạo thành trăm ngàn lỗ thủng như tổ ong ánh mắt hàn lập co rụt lại cả người trùng xuống phía dưới, một đoạn bạch cốt loan nhận đứt gãy lượn vòng qua, gọt cả khối quái thạch đang che giấu thân hình hắn. Cốt liên đại trận vây khốn ách quái rốt cuộc cũng bị nhìn nát, trên người cả 12 bộ cốt giáp khôi lỗi lóe lên hào quang rồi nhanh chóng nổ tung. 12 quân cờ màu trắng kia phát ra một tiếng đùng nổ tung, ngay tiếp đó là cả khối trận bàn màu đen cũng nứt toác ra. Tiểu tử khống chế đại trận cũng nhận cố cự lực cắn trả, đột một ngã về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ách quái thoát khốn, không để ý tới tiểu tử mà nhìn thoáng qua thanh cốt kiếm đâm trước ngực sa tâm rồi lại nhìn về phía thạch trảm phong cười nói đại hoàng tử trái tim đã tới tay ách mỗ trước hết chúc mừng ngươi một tiếng ha ha đa tả ách thành chủ thành toàn vẻ mặt thạch trảm phong lộ ra thỏa mãn trả lời thì ra ách các ngươi đã sớm thông đồng với nhau sa tâm trở tay rút cốt kiếm ba cạch đang đâm trước ngực ra lông mày nhíu chặt lại gần từng câu từng chữ sa thành chủ đắc tội thế nào màn trình diễn khổ nhục kế vừa rồi của ta và đại hoàng tử có đặc sắc hay không? Ách quái cười nói, xa tâm nghe vậy, im lặng. Trước đó ách quái truy sát thạch trảm phong, nàng cũng không có lập tức xuất thủ ngăn cản, là vì để xem thử gã có phải theo phe mình hay không, không nghĩ ra đạo cao một thước ma cao một trường, không ngờ hai người bọn hắn lại lừa mình. Nàng từ trong ngực lấy ra một bình đá màu đen cao gần tấc nàng liền rút nắp ra, rồi khẽ đổ vào trong lòng bàn tay, từ trong đó chảy ra một thứ gì đó giống như một dòng cát màu vàng, bàn tay sa tâm nắm lại, khẽ đắp vào vết thương trước ngực, cát vàng lập tức như vật sống tràn vào bên trong, bắt đầu tự chữa vết thương đang dướng máu. Không có trái tim, người đã không có khả năng làm cho chủ nhân sống lại. Ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội nữa, cùng với ta hưởng bộ thánh hải này, như thế nào? Ách quái nhìn về phía sa tâm, lần đầu xưng hô một tiếng chủ nhân. Tiểu tử, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại trái tim. Sa tâm không có trả lời lão, lòng bàn tay xòe ra, bên trong đó lộ ra một quả cầu kim loại lớn chừng trái nhãn. Xem ra ngươi đã muốn chống đối với ta đến cùng, vậy thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Ách quái hử lạnh một tiếng, thân hình phóng lên, cả người lao đến thánh hải giữa hồ. Bàn tay sa tâm vung lên, hai tay liền bấm pháp quyết. Quả cầu kim loại bắn ra, ngay giữa không trung tỏa ra hào quang chói mắt, từ đó nổi lên một bộ nộ mục kim cương thân hình cao chừng 10 trượng, cả người nó tựa như đúc bằng sắc thép, trên người còn chạm trổ thiết y cả xa, sau lưng mọc ra tám tay đều tay không, trên cánh tay cơ bắp gân mạch nổi phồng lên, thoạt nhìn mang theo lực lượng vô cùng khủng bố. Chỉ thấy trong mắt kim cương đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, đồng thời tám tay sau lưng oanh kích ra, lập tức mang theo từng đợt phong lôi cuồng bạo. Ách Quái thấy thế, cười nhạo một tiếng, nâng một quyền lên đập tới trước mặt. Trên người lão hơn ngàn huyền khiếu chấp hào quang không ngừng, như quần tinh sáng chói, một quyền vừa ra liền gào thét rung động quyền ảnh đầy trời giống như là biển gầm phô thiên cái địa cuồng dũng đánh tới va chạm với tám tay của kim cương ngay giữa không trung lập tức phát ra tiếng nổ lớn từ đó cuốn lên từng trận sóng khí cuồng bạo tiếng ầm vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp toàn bộ không gian dưới lòng đất bên kia tiểu tử đã ngồi dậy trước người lại xuất hiện ra hai con khôi lối có bộ dáng cổ quái trong đó một con có hình người nhưng sau lưng lại mọc ra bốn cái cánh có lông vũ bằng kim loại còn một con khác là hình thú thân như hổ báo nhưng lại mọc ra cái đầu thiếu nữ Nàng lập tức điều khiển hai bộ khôi lỗi một trái một phải, lúc lên lúc xuống, vọt tới chỗ Thạch Trảm Phong. chương 976, lấy tim, Thạch Trảm Phong như đã chuẩn bị từ lâu, gã không di chuyển thân thể mà tay khẽ chuyển, lòng bàn tay nhiều ra một quả cầu màu vàng, rồi ném lên. Chỉ thấy bên trên quả cầu màu vàng bắt đầu tỏa hào quang, từng đợt âm thanh chuyển động chuyển đến, tiếp đó quả cầu bộc phát ra hào quang màu vàng bao phủ gã lại. Trong chớp mắt, ánh kim quang thu lại, quả cầu màu vàng đã biến mất thay vào đó là một chiếc lồng vàng rộng mấy trượng bao bọc lấy thân thể của thạch trảm phong. Khôi lỗi có cánh bay đến trước mặt gã, bốn cánh sau lưng vỗ về phía trước, từng đám lông vũ như những đạo quang nhận màu trắng bắn nhanh tới phía thạch trảm phong như gió táp mưa rào. Những nơi quang nhận đi qua, hư không nơi đó bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ, hiện ra từng vệt màu đen lóe lên, rồi biến mất. Ở phía bên kia, quái thú khôi lỗi cũng đã lao tới, cái đầu hình thiếu nữ đột nhiên nghiêng một cái, trong miệng phát ra một tia sáng màu trắng rồi hóa thành một chuỗi tia chớp màu bạc đánh tới. Điện mang và tia lửa trong khoảng khắc bao phủ toàn bộ chiếc lồng màu vàng. Âm thanh va chạm với phi nhận cùng tiếng sấm sét vang lên liên tiếp, kéo dài không ngừng. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào chiếc lồng màu vàng, lông mày bỗng nhiên nhảy lên. Chỉ thấy, sau khi điện quang và tia lửa không còn nữa, chiếc lồng màu vàng dần hiện ra, bề mặt xuất hiện rất nhiều dấu vết tuy nhiên vẫn chưa bị phá vỡ. Ở chính giữa chiếc lồng Thạch Trảm Phong vẫn bình yên vô sự, trên tay gã đang cầm một quả cầu thủy tinh. Ngón trỏ của gã chảy đầy máu tươi đang không ngừng huy động trên quả cầu thủy tinh, tựa hồ muốn loại bỏ tầng cấm chế thủy tinh này. Hàn Lập cau mày, có chút do dự không biết có nên cướp nó hay không. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng khí thức của trái tim bị phong ấn trong quả cầu thủy tinh không hề đơn giản. Thoạt nhìn, nó có thể so sánh với bảo vật ở khớp huyết đại trận lúc trước, và lại còn liên quan không ít đến thi hài ma quân nằm trong quan tài thủy tinh. Mặc dù hắn không có hứng thú quá nhiều với việc sa tâm có hồi sinh thành công ma quân hay không, nhưng hắn vẫn nghi ngờ nó có liên quan đến giải đạo nhân. Và lại nếu nó bị thạch trảm phong không công lấy mất thì cũng thực đáng tiếc. Tuy nhiên nếu bây giờ hắn ra tay cướp đoạt, nhất định sẽ bị xem như trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu ách quái và sa tâm cùng liên thủ đối phó hắn thì hắn không nắm chắc có thể chống lại, thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng không được. Khi Hàn Lập đang do dự, Đôi mắt hắn liếc xuống bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Xuyên không vốn đang nằm dạp không nhúc nhích trên mặt đất, đột nhiên bả vai gã run lên một cái, khó ai phát hiện ra. Hắn nhướng mày truyền âm cho Thạch Xuyên không, "Thạch huynh, người có ổn không?" Chỉ thấy bả vai Thạch Xuyên không rõ ràng lại nhúc nhích. Lục Hoa phu nhân đứng bên cạnh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn gã một cái, tuy nhiên lão không nói gì, cũng không làm gì cả, sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Sau một lát, giọng nói của Thạch Xuyên không mới truyền đến trong đầu Hàn Lập. "Lệ huynh" Ta vẫn ổn, ngươi có thể giúp ta chuyện này hay không? Ngươi hãy nhẫn lại một lát, chờ bọn hắn tranh đấu kịch liệt đã, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra. Hàn lập truyền âm, không, đừng cứu ta trước, xin hãy lấy trái tim trên tay Thạch Trảm Phong, lấy nó, phải lấy nó, dù thế nào cũng không được để Thạch Trảm Phong nuốt trái tim đó. Nếu không, hậu hoạn vô cùng, không biết có phải do thương thế quá nặng hay bị cấm chế ảnh hưởng hay không mà tiếng truyền âm của Thạch Xuyên không lại bị đứt quãng. Thạch huynh, trái tim có tác dụng gì? Tại sao Thạch Trảm Phong lại trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy nó? Hàn Lập không đồng ý ngay lập tức mà nhíu mày hỏi. Tác dụng cụ thể của trái tim, ta cũng không rõ nhưng nó cực kỳ quan trọng với Thạch Trảm Phong. Thậm chí, bảo vật này có thể giúp gã vượt qua cửa ải Đại La, một khi bị gã nuốt vào bụng tinh luyện. Vậy ngươi và ta không cần quay về thánh vực nữa." Thạch Xuyên không vội vã nói, tâm trí của Hàn Lập vừa động, muốn nói gì đó, đột nhiên thần sắc biến đổi. Bên trong lồng vàng, một cỗ lực lượng khí huyết vô cùng nồng đậm và tràn đầy sinh mệnh lực đến cực điểm bắt đầu tuôn ra. Không ngờ Thạch Trảm Phong đã phá vỡ được quả cầu thủy tinh cấm chế. Gã thuận thay nắm trái tim đang đập liên hồi, đôi mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt. Không ổn, hai mắt xa tâm tràn đầy lửa giận, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng muốn phân thân đi đoạt lấy trái tim nhưng lại lo lắng ách quái cướp mất thánh hài. Đang do dự nên nàng khống chế khôi lỗi cũng chậm mất một bước. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên thật lớn, ách quái chấp lấy một chỗ sơ hở, thân thể đột nhiên vòng ra sau lưng khôi lỗi, hai tay vung lên, tung ra quyền cước như sóng thủy triều, đánh lên lưng kim cương khôi lỗi. Mặc dù suy nghĩ của sa tâm nhanh như điện, đầu của kim cương khôi lỗi xoay ngược lại, tám cánh tay như bánh xe phong hỏa thay đổi liên tục không ngừng, chặn đón đòn quyền đang đánh tới nhưng vẫn chậm một nhịp. Tám cánh tay phòng thủ không kịp, hàng ngàn cú đấm đã trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng. Vị trí giữa hông và thân kim cương khôi lỗi liền trồng chất vết thương, bất ngờ nổ tung thành hai đoạn. Đôi mi thanh tú của tiểu tử nhíu chặt lại, hai tay bấm pháp quyết, khống chế hai con khôi lỗi tấn công ngày càng dữ dội. Chiếc lồng vàng đã sắp không thể cầm cự được nữa, vẫn không kịp rồi, một đám sâu bọ, chờ bổn hoàng tử niết bàn, rồi sẽ nghiền nát các ngươi. Thạch Trảm Phong nhẹ nhàng nói một câu, giơ tay đưa trái tim đỏ tươi lên miệng. Mũi gã nhăn nhẹ và dường như đã ngửi thấy mùi vị ngai ngái. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang, một hình ảnh mờ ảo từ bờ huyết hồ bên kia bay nhanh đến, mang theo cuồng phong cuồn cuộn nhấc lên cơn sóng máu cao đến 10 trượng, ở chính giữa không gian rung động mạnh không thôi hình thành một lối thông đạo trống. Thạch Trảm Phong chưa kịp phản ứng, chiếc lồng vàng đang bảo vệ gã bỗng nhiên nổ tung, biến thành hai nửa. Ngay cả hai con khôi lỗi được tiểu tử khống chế cũng bị cơn lốc thổi bay ra ngoài. Hàn Lập theo tiếng nổ xuất hiện chính giữa một mảnh ánh sáng điện bạc lớn đã bị thủng. Một tay rắn chắc đấm vào lồng ngực của Thạch Trảm Phong, Phốc, một cỗ bạch quang tinh thần ngưng thực đột nhiên xuyên qua lồng ngực gã tạo thành một lỗ máu tròn, máu tươi đỏ thấm bắn tung tóe như mưa. Cơ thể Thạch Trảm Phong chịu đả kích của lực lượng khổng lồ này lập tức bị văng lên trên, đập vào mái vòm. Một tiếng ầm vang thật lớn, không gian mái vòm dưới lòng đất nổ tung, tất cả đá vụn chưa kịp rơi xuống đất đã bị sức mạnh cuồng bạo kia đánh nát bay xuyên lên mặt đất. Cuối cùng chỉ còn cơ thể Thạch Trảm Phong theo lỗ hổng trên mái vòm rơi trở lại. Trong huyết chỉ tóe lên mảng lớn huyết lãng, Thạch Trảm Phong từ chính giữa cơn mưa máu chậm rãi đứng lên. Gã không nhìn vào bộ ngực đẫm máu của mình mà nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng, rồi gầm lên một tiếng xé rách tim gan. Không, ở một chỗ phía bên kia huyết hồ, thân ảnh Hàn Lập đã đứng lại. Trong tay hắn đang nắm một trái tim đang đập, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu. Những người khác đều sốc khi nhìn thấy cảnh này, thậm chí Sa Tâm cũng sững sờ. Ách quái lại không để ý chút nào đến tình huống của Hàn Lập và Thạch Trảm Phong. Vào lúc Sa Tâm đang ngây người, lão bỗng nhiên hóa thành một làn khói xanh bay lướt qua. Sa tâm kinh hãi muốn ngăn cản lại nhưng đã muộn một bước. Ách quái nhìn thoáng qua sa tâm, thân ảnh lóe lên sau đó xuất hiện bên cạnh quan tài thủy tinh với đôi mắt nóng bỏng, nhanh như chấp ôm lấy thi thể bên trong. Vào lúc này, một cây giáo xương màu trắng đột nhiên từ bên cạnh đâm tới, phát ra âm thanh chói tai, đánh vào cổ tay ách quái, lần nữa đánh văng cổ tay lão ra ngoài, chính là côn ngọc. Muốn chết, đã bị côn ngọc chặn hai lần liên tiếp, trong ánh mắt ách quái lóe lên vẻ lãnh khốc, bàn tay biến trưởng thành quyền, cánh tay như búa đánh lên mũi giáo, đầu nắm tay phát ra tiếng nổ vang như sấm. ầm, um, mũi giáo màu trắng bị một quyền đánh vang tung tóe, hơn nữa còn hóa thành một luồng sáng trắng đâm vào ngực côn ngọc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Côn ngọc họ ẩn toàn không kịp phản ứng gì đã bị đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay côn ngọc, cánh tay kia của ách quái vung lên nhanh như chớp, chụp xuống thi thể trong quan tài. Vào lúc này, một cột sáng màu vàng trói lòa từ trên trời giáng xuống, những nơi nó đi qua khiến hư không chấn động, phát ra tiếng rít chói tai, đánh đến đầu ách quái. Ách quái hừ lạnh một tiếng, nắm đấm vừa đánh bay côn ngọc dơ lên đón đỡ ánh sáng màu vàng kia. Còn tay kia biến thành chảo chụp xuống cũng không ngừng lại. Cột sáng màu vàng kia va chạm với nắm đấm của ách quái, phát ra tiếng nổ mạnh. Ánh sáng màu vàng bắn ra cuồn cuộn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Động tác của ách quái hơi ngừng lại một lát, dưới chân kêu giặc giặc lún vào mặt đất nửa xích, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không chờ lão điều chỉnh cơ thể, một cái đuôi to như chiếc cối sai dài 4 năm trượng từ trong ánh sáng màu vàng xuất hiện, nhanh như chấp quật lên cơ thể của ách quái. Một tiếng ầm vang thật lớn, cơ thể ách quái bị đánh bay ra ngoài. Ánh sáng màu vàng trong không trung nhanh chóng biến mất, một con khôi lỗi hình rồng vàng dài hai ba mươi trượng xuất hiện giữa không trung. Đầu rồng lập lòe ánh kim quang, cơ thể của nó giống như được làm bằng vàng thật, một cặp sừng rồng hình san hô trên đầu, toàn thân được bao trùm bởi lân phiến màu vàng dày đặc, đuôi thon dài mạnh mẽ, long chảo trắng kiện dữ tợn. Đúng là một bộ khôi lỗi có uy năng cường đại, bên cạnh quan tài thủy tinh chớp lên ánh kim quang chói mắt liên tục, lại hiện ra ba con khôi lỗi, một con hổ vàng lớn, một con rùa màu vàng và một con chim vàng khổng lồ. Ba con khôi lỗi, bất kể là vẻ bề ngoài hay uy thế đều không thua kém kim long khôi lỗi, hơn nữa bốn con khôi lỗi tản mát ra khí thức tương liên với nhau nên khó phân định. Sa tâm phi thân xuống ngồi trên lưng con chim vàng khổng lồ, từng đám tinh ti từ 10 ngón tay nàng bắn ra, chui vào trong cơ thể bốn bộ khôi lỗi. Mặc dù vết thương trên cơ thể nàng đã biến mất nhưng khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, bên miệng còn lưu lại vết máu dính ở khóe miệng trắng như tuyết, dễ làm người khác chú ý dị thường. Ách quái không kịp đề phòng đã bị đánh bay xa hơn trăm trượng nhưng cơ thể nhanh chóng đứng vững, lại không tổn thương chút nào. Mười ngón tay sa tâm khẽ động, bốn bộ khôi lỗi lập tức phóng đến, đứng song song, ngăn cách giữa ách quái và quan tài thủy tinh. Thiên cương tứ tượng chiến khôi thực sự rất phi thường, nếu xa thành chủ không bị thương, ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ ngươi bị thương khá nặng, khôi chi thuật cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Liệu ngươi phát huy tứ tượng chiến khôi được bao nhiêu uy năng? Ách quái cười khẩy một tiếng, không chút lo lắng, giọng nói nhỏ dần, hình dáng cơ thể lão trở nên mơ hồ, sau đó lao nhanh về phía trước. Chương 977, Đại hoàng tử trả thù. Thân ở không trung, trong tay ách quái chợt lóe hắc quang, xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đen dài hơn một trượng, thân kiếm không thẳng mà uốn lượn giống như hắc long, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng hung ác. Thân kiếm khắc họa từng đường vân màu trắng, hợp thành một đồ án tinh vân, bên trong tinh vân đang chấp động hơn 200 điểm hào quang tinh khiếu. Man Long kiếm, sắc mặt sa tâm trầm xuống, 10 ngón tay hóa thành từng đạo tàn ảnh búng ra, bốn bộ khôi lỗi hóa thành bốn đạo kim ảnh đánh tới phía trước. Cánh tay ách quái khẽ động, thanh trọng kiếm lớn như cái ván cửa trong tay lão lại nhẹ như lông hồng, hóa thành một mảnh kiếm cương màu đen, chém thẳng tới năm bộ khôi lỗi. Hai bên lập tức lao vào nhau chém giết, một loạt tiếng nổ giống như sấm sét vang dội khắp nơi. Xung quanh huyết hồ bị xoắn lên cuồn cuộn ngất trời, cả hang động lắc lư không thôi. Ách quái lúc này đã phát huy toàn bộ thực lực, hơn một ngàn huyền khiếu tỏa sáng hào quang, càng đánh càng hăng, thanh man long kiếm trong tay lão có uy lực to lớn kinh người. Mà sa tâm sau khi bị thương, giống như lời ách quái nói, thủ pháp khống chế khôi lỗi yếu đi không ít. Sự nhanh nhạy của bốn bộ khôi lỗi thua xa kim dực kiêu lúc trước ở trong huyết sắc đại điện, nàng nhanh chóng rơi vào hạ phong. Chẳng qua ách quái bị nàng cuốn lấy, không cách nào tiếp cận quan tài thủy tinh được. Hàn lập đứng ở trung tâm huyết hồ, bên cạnh quan tài thủy tinh, nhìn về trận kịch đấu của sa tâm và ách quái, đồng tử coi nhẹ lại. Tuy rằng thực lực hắn đại tiến nhưng lúc này trận chém giết của sa tâm và ách quái vẫn để cho hắn cảm thấy sự chênh lệch thực lực một cách rõ ràng. Là ngươi, tên nhân tộc cầu tặc, trả trái tim lại cho ta." Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hai mắt Thạch Trảm Phong đỏ như máu bay tới đánh về phía hắn. Vết thương lớn trên ngực gã đã khép lại, trên cánh tay xuất hiện từng đường hoa văn màu đen, phát ra một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh, vô cùng hung bạo. Hàn Lập nhìn về phía hoa văn màu đen kia, đuôi lông mày hơi nhảy lên. Tốc độ Thạch Trảm Phong không ngờ tăng lên gần một nửa so với lúc trước, chớp mắt đã đến trước người Hàn Lập, gã nâng lên một quyền đánh tới. Xoẹt, mảng lớn hắc mang từ trong lòng bàn tay gã bộc phát ra, hóa thành một quyền ảnh màu đen to đến mấy trượng, nện xuống đầu Hàn Lập. Hàn Lập vung tay xuất ra một quyền, đụng vào quyền ảnh màu đen. Một tiếng ầm vang thật lớn, quyền ảnh màu đen xoẹt một tiếng vỡ vụn ra, sắc mặt thạch trảm phong đỏ hồng, toàn bộ cơ thể lắc lư, bay về phía sau. Nhưng thân hình Hàn Lập cũng bị rung mạnh, đạp 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 lập tức lùi lại ba bước, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Quyền ảnh màu đen ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, hơn xa thực lực thạch trảm phong thể hiện lúc trước, lại có thêm từng cỗ lực lượng âm lãnh sắc bén kỳ quái từ trong mãnh liệt phát ra, chui vào trong cơ thể hắn, chân cực chi mô hộ thể cũng không ngăn cản hết được. Đúng lúc này, phía trên đầu thạch trảm phong xuất hiện hai cỗ khôi lỗi của tiểu tử. Bốn cánh của khôi lỗi có cánh vỗ một cái, từng đám lông chim hình quang nhận màu trắng bắn về phía thạch trảm phong. Còn bộ khôi lỗi thân thú đầu thiếu nữ thì há to miệng ra, mười mấy cây giống như trà cây màu bạc từ đó bắn ra, mỗi một trà cây đều bộc phát ra một tia chớp bạc, bổ về phía thạch trảm phong như dốc sức đánh chó rơi xuống nước vậy. Khóe miệng thạch trảm phong lộ ra một tia trào phúng, bên ngoài thân chấp động hắc quang, ngưng tụ thành một tầng tinh mô màu đen, bảo vệ toàn thân gã. Vô số quang nhận như thiểm điện chút xuống, đánh lên người thạch trảm phong. Nhưng mà những quang nhận thiểm điện này giống như kiến càng lay cây, lập tức bạo liệt vỡ vụn ra, mà màng sáng màu đen trên người thạch trảm phong không hư hại chút nào. Thạch trảm phong cười lạnh một tiếng, Hai tay như thiểm điện quơ lên. Hắc quang trên cánh tay gã tăng vọt dài chừng 10 trượng, hóa thành hai đạo quang nhận màu đen to bằng cánh cửa, tản mát ra quang mang u lãnh, chém về phía hai bộ khôi lỗi. Tiểu tử thấy cảnh này, trong lòng giật mình, đang muốn thôi động khôi lỗi lui lại nhưng đã muộn. Quang nhận màu đen đã đến trước một bước chạm lên thân hai bộ khôi lỗi. Xoẹt một tiếng, thân thể hai bộ khôi lỗi cứng cỏi không gì sánh được nhưng dưới quang nhận màu đen lại mỏng manh như giấy, dễ dàng bị chém thành hai nửa. Cái này sắc mặt tiểu tử đại biến, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ở nơi xa, mặc dù Sa Tâm đang đánh nhau sống chết với ách quái nhưng mọi thời khắc vẫn lưu tâm tình huống bên này, mắt thấy cảnh này, xoay đầu hô tiểu tử, chớ để ý tới thạch trảm phong, đoạt lấy trái tim quan trọng hơn. Không được để nó rơi vào trong tay tặc nhân, tiểu tử nghe vậy nhìn Hàn Lập một cái, hơi lộ ra vẻ trần chờ nhất thời không có xuất thủ. Hai mắt Sa Tâm trầm xuống, tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm tiểu tử lập tức hiện ra đạo đạo kim văn thân sắc lập tức trở nên lạnh nhạt hai tay vung lên hai quả cầu màu vàng từ trong tay nàng bay ra kim quang lóe lên phân giải ra trong nháy mắt hóa thành hai khôi lỗi hình người màu vàng cao mấy trượng toàn thân khôi lỗi mặc áo giáp màu vàng một tay cầm tấm thuẫn màu vàng phía trên khắc rõ hoa văn như mai rùa một tay khác cầm thanh đại kiếm màu vàng thoạt nhìn uy phong lẫm liệt hai cỗ khí tức cực lớn từ trên thân hai bộ khôi lỗi này tản ra hơn xa khôi lỗi có cánh và khôi lỗi thân thú vừa rồi, so với tứ tư tượng khôi lỗi của Sa Tâm bên kia cũng không kém hơn bao nhiêu. Tiểu tử cô nương, tại hạ không có ý lấy trái tim này, không muốn đối địch với ngươi. Mau dừng tay, Hàn Lập thấy cảnh này, vội vàng giải thích, nhưng tiểu tử mắt điếc tai ngơ, mười ngón tay vỗ động, hai bộ kim giác khôi lỗi lập tức đạp mạnh ầm ầm lên mặt đất thành một cái động lớn, hóa thành hai đạo kim quang trong nháy mắt bổ nhào tới trước người Hàn Lập. Đại kiếm trong tay hóa thành hai đạo hồ quang màu vàng sáng rực chém xuống đầu hàn lập. Đại kiếm chưa đến, hai cô kiếm phong lăng lệ không gì sánh được gào thét rơi xuống, làm làn da hàn lập run rẩy. Hàn lập nhăn mày lại, bước chân lướt ngang qua bên cạnh vài chục trượng, tránh khỏi hai kiếm này. Nhưng hai bộ khôi lỗi này dị thường cao minh, bước chân chuyển một cái, lập tức đuổi theo hàn lập như bóng với hình, không để hàn lập kéo giãn khoảng cách, đại kiếm trong tay một trái một phải chém xuống. Tấm thuẫn trong tay hai con khôi lỗi này được dùng như vũ khí, nện xuống hàn lập, Cơ hồ bốn phương tám hướng đều vây lại. Giờ phút này một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền tới, lại là Thạch Trảm Phong lần nữa nhào tới. Gã lần nữa vung tay lên, một cỗ hắc quang nồng đậm từ lòng bàn tay tuôn trào ra, giữa không trung hóa thành một thú chảo đen nhánh to vài chục trượng, nhìn phảng phất như đúc bằng sắt, từ trên chụp xuống Hàn Lập, chặn đường thoát còn lại duy nhất của hắn. Hừ, sắc mặt Hàn Lập lạnh lẽo, nhét trái tim vào trong ngực, thân thể quay tròn, đồng thời trên song quyền đại thịnh bạch quang đánh liên hoàn ra bốn phương tám hướng, huyễn hóa ra một mảnh quyền ảnh màu trắng. Vô số quyền ảnh màu trắng nở rộ như khổng tước xòe đuôi, bắn ra bốn phương tám hướng, phát ra tiếng giết chói tai. Ầm 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 liên tiếp tiếng nổ vang lên, hai bộ khôi lỗi hình người bị mấy chục đạo quyền ảnh oanh kích, thân thể run rẩy bắn ngược ra sau. Mà thú trảo màu đen trên đỉnh đầu giữa không trung cũng bị quyền ảnh màu trắng chấn vỡ, bạo liệt ra. Bất quá thân thể Hàn Lập cũng đại chấn, sắc mặt hơi tái, chân lui về sau một bước. Vào thời khắc này, phía sau hắn hoa lên một bóng người, thân ảnh thạch trảm phong trống rỗng xuất hiện, vậy mà tốc độ nhanh hơn không ít so với trước. Giờ phút này toàn thân gã bao trong một tầng khí lưu màu đen, cấp tốc lưu động, phát ra tiếng rít suy suy, trong tay cầm một thanh chiến đao đen nhánh, hóa thành một giải lụa màu đen chém xuống gáy hàn lập. Hàn lập nhướng mày, thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước nhưng hai chân vẫn một mực đính trên mặt đất. Đao quang giống như giải lụa màu đen xẹt qua đỉnh đầu hắn nhưng đã chém hụt, Thạch Trạm Phong hiển nhiên không dự liệu được tình huống này, khuôn mặt biến sắc, đang muốn lùi lại. Nhưng thân thể Hàn Lập phảng phất như lò xo so đứng thẳng lên, kề sát người Thạch Trạm Phong, khuỷu tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, thúc mạnh về phía sau. Thạch Trạm Phong thấy không tránh kịp, trong miệng hét lớn một tiếng, lập tức vận khuỷu tay đánh tới, phía trên hoa văn màu đen tỏa sáng hào quang, ẩn ẩn hiện ra thú chảo, va chạm với khuỷu tay của Hàn Lập. Rắc một tiếng, cánh tay trái Thạch Trạm Phong truyền ra tiếng nứt xương thanh thúy, cả người bị đánh bay ra sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Bất quá thân thể gã lại loáng một cái, bay về phía hai bộ khôi lỗi hình người nơi xa kia. Hai bộ khôi lỗi hình người giờ phút này đã đứng vững lại, không để ý đến Thạch Trảm Phong bay tới, chân đạp xuống mặt đất, lần nữa đánh tới Hàn Lập, đại kiếm trong tay càng tỏa kim quang, run lên hóa thành hai mảnh kiếm cương màu vàng chém xuống. Hàn Lập đang tính đuổi theo Thạch Trảm Phong nhưng bị hai bộ khôi lỗi ngăn lại, đành phải xuất thủ ngăn cản, vung hai quyền đánh tới hai đoàn quyền ảnh màu trắng bắn ra, đập vào trong kiếm cương màu vàng, phát ra liên tiếp thanh âm bạo liệt. Kiếm cương màu vàng bị đánh tan dễ như trở bàn tay, cánh tay hai bộ khôi lỗi khẽ động, đưa tấm chắn ngăn trước người. Hai tiếng keng keng nổ mạnh, quyền ảnh vỡ vụn, kim quang mặt ngoài tấm chắn cũng chấp liên tục. Thân thể hai bộ khôi lỗi đại chấn, lần nữa bị đẩy lui sau một bước. Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ giữa hai bộ khôi lỗi bắn ra, nhanh như thiểm điện đâm đến ngực hàn lập lại là một cây trường thương màu vàng. Người cầm thương chính là tiểu tử, giờ phút này trên thân nàng thình lình mặc một bộ chiến giáp màu vàng bó sát người, phát họa ra đường cong mềm mại, trên chiến giáp màu vàng minh khắc đồ án một con chim đại bàng màu vàng. Đồ án này cực kỳ linh động, mỗi một đường cong đều tản mát ra kim quang lóa mắt, nhìn cực kỳ bất phàm. Ánh mắt Hàn Lập khẽ nhúc nhích, hai tay hợp lại, Bộp một tiếng, dùng bàn tay kẹp lấy mũi thương, trường thương màu vàng lập tức dừng lại. Tiểu tử khẽ quát một tiếng, áo giáp màu vàng bên ngoài thân đột nhiên tỏa ra kim quang lóa mắt, chừng năm 60 tinh khiếu, thân thể thình lình bay lên cách mặt đất. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên áo giáp truyền vào trong cơ thể nàng, hai tay nàng ra sức kéo trường thương một cái. Nhưng đầu thương phảng phất bị cắm trong sắt, vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử cô nương, chẳng lẽ ngươi không có chút ấn tượng nào với ta sao? Hàn lập nhìn cặp mắt tiểu tử gần trong gang tấc, truyền âm hỏi. Hai mắt tiểu tử hờ hứng, không để ý mảy may tới lời nói của Hàn lập, kim quang trên áo giáp càng sáng hơn, đồng thời khuôn mặt dưới khăn của nàng cũng hiện ra một tầng huyết quang, tựa hồ muốn thi triển một loại bí thuật kích phát tiềm năng nào đó. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng thở dài, hai tay đẩy tới phía trước, cả người tiểu tử lẫn kim thương lập tức bay ngược ra sau. Vào thời khắc này, sau lưng tiểu tử hoa lên một bóng người, thân ảnh thạch trảm phong trống rỗng xuất hiện, gã nhe răng cười, chiến đao màu đen trong tay hóa thành một đạo giải lụa màu đen, chém về phía đầu tiểu tử. Trên thân đao chấp động hắc quang, lóe lên hiện ra hư ảnh cổ thú màu đen. Chiến đao màu đen đột nhiên nặng nề hơn gấp 10 lần, hư không phía trước xoẹt một tiếng bị chém ra một vết nứt không gian thẳng tắp không gì sánh được. Tiểu tử đang phi thân lùi lại, căn bản không kịp tránh né, mắt thấy sẽ bị hắc đao bổ trúng. Chương 978, nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Lập thấy tiểu tử gặp nguy hiểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bên ngoài thân hắn, 475 điểm huyền khiếu đại phóng tinh quang, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng toàn lực bay đến, vượt qua chiến đao màu đen đi đến bên cạnh tiểu tử, đánh ra một quyền tới chiến đao màu đen. Nhưng vào lúc này, chiến đao màu đen chợt đổi hướng, lách qua nắm đấm hàn lập, chém xuống cổ hắn. Cùng lúc đó, hư ảnh cổ thú trên thân đao tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng thú giống, rồi bất ngờ nhảy từ trên thân đao ra, há cái miệng lớn dính đầy máu tươi cắn vào đầu hàn lập. Một cô áp lực như núi mãnh liệt ép tới, làm cho đầu óc hàn lập căng thẳng, ánh sáng huyền khiếu quanh thân hắn ảm đạm xuống. Hàn Lập hít sâu một hơi, một nắm đấm khác nhanh như tia chớp quét ngang đánh về chiến đao màu đen, đồng thời bên ngoài thân tỏa ra kim quang chói mắt, hư ảnh kim sắc cự viên hiện ra sau người hắn, đánh về phía hư ảnh cổ thú màu đen. Hai tiếng ầm ầm vang lên, ánh sáng ba màu vàng, trắng, đen chạm vào nhau, tỏa ra mãnh liệt. Toàn bộ động quật chấn động rung lên, khiến cho Sa Tâm và Ách Quái cùng ngoái đầu nhìn lại. Ánh sáng vàng, trắng, đen cuốn vào nhau, vậy mà nhất thời không có tản ra, hình thành một mảng hào quang ba màu, chuyển động quay cuồng. Một đạo nhân ảnh bắn ngược ra, trùng trùng điệp điệp nện vào vách động gần đó, chính là Thạch Trảm Phong. Chiến đao màu đen trong tay gã bị gãy một đoạn, hoa văn màu đen trên người ảm đạm đi rất nhiều, khóe miệng rỉ máu, hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không hiểu nổi, xoay người lao về phía cửa huyệt động. Chạy đâu, veo một tiếng, thân ảnh hàn lập từ trong quang mang bạo liệt bay ra, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng đuổi theo thạch trảm phong, trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương, hắn nện xuống một quyền. Bạch quang chói mắt trên nắm tay hắn bộc phát ra, đáng sợ như một vầng mặt trời chói lọi màu trắng, hư không trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh run rẩy kịch liệt, cả phiến hư không bị nắm đấm hàn lập cuốn theo, ép tới phía thạch trảm phong. Trong lòng thạch trảm phong kinh hãi, toàn thân đại phóng tinh quang, hoa văn màu đen ngoài thân lại sáng lên mãnh liệt, hình thành một tầng tinh mô ống ánh màu đen. Đồng thời hai tay gã giang ra, một tấm thuẫn màu xám từ trong tay áo bay ra, phía trên sáng lên ba mươi mấy điểm tinh khiếu. Một tiếng Phật, tấm thuẫn màu xám biến lớn gấp 10 lần rồi chắn trước người gã. Thạch Trảm Phong vừa mới triển khai phòng ngựa xong, nắm đấm Hàn Lập vừa đánh tới. Xoẹt một tiếng, tấm thuẫn màu xám va chạm với nắm đấm Hàn Lập lại giống như tờ giấy bị nhìn nát xuyên qua. Mặt Thạch Trảm Phong toát đầy mồ hôi lạnh, hai tay vừa động, đang định làm gì đó. Đột nhiên, đầu óc gã nhói lên đau đớn, giống như bị người ta dùng chùy đập vào, miệng thét lên một tiếng, động tác toàn thân cứng đờ. Ngay tại thời khắc thân thể trạch trảm phong cứng đờ, một nắm đấm màu trắng nện vào ngực gã. Tầng tinh mô màu đen trên người thạch trảm phong thoáng ngăn cản nắm đấm của Hàn Lập một chút rồi lập tức vỡ ra. Phốc một tiếng, nắm đấm Hàn Lập xuyên qua lồng ngực thạch trảm phong, tạo thành một lỗ máu lớn, máu tươi phun ra như suối. Sau một khắc, thân thể thạch trảm phong bị đánh bay ra ngoài, giống như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đập xuống mặt đất gần khu vực cửa vào. Ầm vang lên một tiếng thật lớn, mặt đất bị lõm xuống một cái hố to, phụ cận xung quanh bị sóng xung kích quét qua, đá văng tung tóe, bụi bay mù trời. Máu tươi từ miệng thạch trảm phong phun ra dữ dội, thân thể dập nát như muốn chia năm xẻ bảy, máu từ các vết nước trên thân chảy ra từng vũng lớn. Hoa văn màu đen trên người gã chấp lên vài cái rồi trở nên ảm đạm, nhanh chóng biến mất. Huyết mạch hắc phương của ta, đây chính là lực lượng chân linh huyết mạch thượng đẳng nhất làm sao có thể trong lúc hấp hối gã nhìn về phía cánh tay chân bóng trong mắt vẫn lộ ra thần sắc không thể tin được ánh mắt hàn lập lạnh như băng đang muốn bay tới cho gã một kích chí mạng đột nhiên một đạo bạch quang từ bên trong cửa vào thông đạo bắn ra trong hư không tạo thành vòng cung màu trắng phốc một tiếng bạch quang xuyên thủng đầu thạch trảm phong hiện ra một cây cốt thương màu trắng ghim thân thể gã trên mặt đất trên mặt thạch trảm phong lộ ra thần sắc kinh hãi thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất hoàn toàn trở nên ảm đạm vô quang đột nhiên phát sinh biến cố như thế làm cho những người khác trong động đều nhìn sang khóe miệng sa tâm nhếch lên một tia cười lạnh nội tâm ách quái trầm xuống thạch trảm phong bất kể thế nào thì cũng là người phe lão lúc này lại bị giết đoán chừng người ám toán là địch không phải bạn mà dưới tay lão chỉ còn lại mỗi lục hoa phu nhân có thể nói là thế đơn lực bạc vừa nghĩ đến đấy trong lòng của lão cuống lên Huyền khiếu ngoài thân tỏa ra ánh sáng gấp bội, giống như bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, mà Man Long kiếm trong tay lão cũng tỏa hào quang màu đen rực rỡ, đánh xuống đầu khôi lỗi hình hổ. Kiếm quang đi qua hư không vỡ vụn, phảng phất như một đầu hắc long hung bạo cắn xuống. Sa Tâm thấy cảnh này, tay điểm pháp quyết, toàn thân khôi lỗi hình hổ đại phóng kim quang, thân hình biến lớn lên rất nhiều, đồng thời há miệng phun một cái. Vô số quang nhận màu vàng từ trong miệng bay ra, hình thành một cơn gió lốc màu vàng hùng vĩ những nơi nó đi qua hư không rung lên, quét về phía ách quái. Ách quái hử lạnh một tiếng, man long kiếm tỏa ra hắc quang đại thịt, trực tiếp bổ vào gió lốc màu vàng. Suy một tiếng, cơn lốc màu vàng trực tiếp bị chém làm đôi, tốc độ man long kiếm thoáng dừng một chút nhưng vẫn nhanh như thiểm điện bổ vào người khôi lỗi hình hổ. Âm một tiếng thật lớn, khôi lỗi hình hổ bị đánh bay ra ngoài, vòng vây của tứ tượng chiến khôi hợp kích lập tức xuất hiện một lỗ hồng. Sa tâm kinh hãi, vội vàng thúc giục ba bộ khôi lỗi khác tiếp ứng. Nhưng mà sau khi đánh bay khôi lỗi hình hổ, động tác ách quái không những không dừng lại, mà càng thêm long tinh hổ mãnh, ánh sáng ngoài thân thiêu đốt lên, man long kiếm trong tay hóa thành ba đạo bóng kiếm màu đen vừa thô vừa to, bổ vào mặt ba bộ khôi lỗi ở phía trên. Uy năng của ba đạo bóng kiếm này tuy không thể so sánh với một kích xé trời kia nhưng cũng đẩy ba bộ khôi lỗi này lui một bước. Mà thân hình ách quái hóa thành một đạo bóng trắng bay vụt về phía trước, mắt thấy có thể từ bên trong trận đột phá ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo ngân ảnh khác từ bên cạnh lướt ngang đến, chắn phía trước ách quái, hiện ra một cỗ khôi lối cự viên màu bạc, đụng mạnh vào thân hình ách quái. Sự biến hóa này quá sức tưởng tượng khiến ách quái cũng không ngờ tới nhưng ngay sau đó lão liền dương tay lên, huy động man long kiếm chém ngang. Kiếm quang màu đen lóe lên, khôi lối cự viên màu bạc xùy một tiếng, bị chém thành hai đoạn nhưng cũng khiến thân hình của lão ngừng lại một chút. Sa tâm nhìn thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, mười ngón tay động liên tục. Bốn bộ khôi lối lập tức chỉnh đốn thế trận, lần nữa chắn trước người ách quái. Kim quang lóe sáng lên, một cái đuôi rồng, một cái vuốt hổ, còn có một mỏ chim màu vàng nhanh như điện phóng đến, đồng thời đánh lên người ách quái. Ách quái liên tục gào thét, man long kiếm trong tay hóa thành một vòng kiếm quang màu đen, bảo vệ toàn thân nhưng cả người lão bị đánh bay về phía sau. Một bóng người từ bên cạnh lướt đến, phi thân bay lên người khôi lỗi hình hổ, chính là côn ngọc lúc trước bị đánh bay. Trên ngực y bị xuyên thủng một lỗ lớn, miệng vết thương chấp động lên ánh sáng kim loại nhưng không có máu tươi chảy ra, dường như vết thương đối với y không có vấn đề gì cả. Thành chủ, trên người của ngài có thương tích, một mình điều khiển bốn bộ tứ tượng chiến khôi này hơi quá sức, chiến khôi hình hổ này cứ giao cho ta. Côn Ngọc nói ra, Sa Tâm nghe vậy gật đầu, ngón tay khẽ động, thu hồi điều khiển khôi lỗi hình hổ giao cho Côn Ngọc. Tuy rằng ách quái bị đánh bay nhưng không có bị thương, thân hình ổn định lại liền tấn công lần nữa lên trên. Sa Tâm được Côn Ngọc tương trợ, uy lực tứ tượng chiến khôi đại tăng, một lần nữa ngăn ách quái lại. Bên kia, Thạch Xuyên không nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, liếc mắt nhìn lại thi thể Thạch Trảm Phong ở bên kia, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lục Hoa phu nhân trông thấy cốt thương màu trắng, ánh mắt liền sáng lên. Người nào, đi ra cho ta, ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía bên trong cửa vào, miệng gầm lên một tiếng, trên người hắn bộc phát ra một gỗ sát khí đậm đặc. Hi hi, là ta, lệ đạo hiếu đừng có tỏa ra sát khí mãnh liệt như thế, tiểu nữ không thể chịu nổi a à. Một nữ tử áo trắng đi đến, cười hì hì nói, đúng là cốt thiên tầm. Là ngươi, làm sao ngươi tới được đây? Hàn lập nhướng mày, ta chỉ đi lung ta lung tung, trùng hợp đến nơi này, cũng không có theo dõi lệ đảo hữu a à. Lại nói tiếp, còn phải đa tạ lệ đảo hữu tương trợ, để cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Cốt thiên tầm dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Hàn lập, cười xinh đẹp nói. Hàn lập hừ nhẹ một tiếng, cũng không có mở miệng hỏi gì thêm để cốt thiên tầm ra tay đánh chết thạch trảm phong cũng tốt. Thạch trảm phong dù sao cũng là đại hoàng tử của giả dạ dương vương triều, giết hắn có thể nói hậu họa vô cùng. Tầm nhi, lục hoa phu nhân nhìn thấy cốt thiên tầm, sắc mặt đại hỷ, lập tức chạy nhanh tới. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, thân hình vừa động liền biến mất không thấy, sau một khắc liền xuất hiện bên cạnh thạch xuyên không, trên tay nổi lên một đoàn bạch quang sáng ngời, vỗ vào trên người thạch xuyên không. Dừng tay, lục hoa phu nhân thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, dừng chân muốn quay lại nhưng đã muộn. Trên thân thạch xuyên không nổi lên một tầng ánh sáng, chấp động phập phồng, bên trong cơ thể truyền ra vài tiếng trầm đục giống như đứt gãy, cả người lập tức hồi phục tự do, đứng lên. Đa tạ lệ đạo hữu cứu ta lần nữa, thạch xuyên không chắp tay với hàn lập nói cảm ơn, hàn lập nhàn nhạt khoát tay, lục hoa phu nhân thấy cảnh này, dừng bước lại bên ngoài cách đó vài chục trượng, sắc mặt hiện ra vẻ ảo não nhưng trong mắt lại hiện lên một tia rào hoạt, hàn lập suy nghĩ gì đó lướt nhìn lục hoa phu nhân một cái rồi lập tức không để ý hai người nữa nhìn lại phía bên trong chùm sáng ba màu bạo liệt xong giờ đã phiêu tán thân ảnh tiểu tử từ trong hiện ra nhưng mà nàng lúc này không có tiếp tục thúc giục khôi lỗi tấn công nữa đứng sững sờ tại chỗ trong mắt hiện lên vẻ khác lạ không còn bộ dạng lạnh lùng như trước kia hàn lập nhìn thấy cảnh này trong lòng khẽ động vào lúc này trái tim để trong ngực của hắn bất ngờ nhảy lên veo một tiếng tự động từ trong lồng ngực của hắn bay ra hóa thành một đoàn huyết ảnh bay đến phía cốt thiên tầm. Sắc mặt Hàn Lập biến sắc, ngay lập tức đuổi theo. Thạch Xuyên không ở một bên nhìn thấy cảnh này, cũng bay sát theo sau Hàn Lập. Cốt thiên tầm thấy trái tim bay vụt tới đây, gương mặt xinh đẹp biến sắc, suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh, tránh sang phía bên cạnh, không có ngăn cản trái tim kia. Một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, trái tim biến thành huyết quang không để ý đến cốt thiên tầm, sau một cái chất động đã chui vào thi thể thạch trảm phong nằm trong hố to. Chương 979, chủ nhân của giải đạo nhân. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Hàn Lập biến đổi liên tục, đủ loại ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Không lẽ Thạch Trảm Phong vẫn chưa chết, chỉ là đang thi triển bí thuật giả chết nằm ở một bên, chờ đợi thời cơ đoạt lấy trái tim. Nghĩ đến đây, Hàn Lập bỗng cảm thấy khẩn trương trong lòng, tốc độ của hắn tăng vào thêm gần năm thành, thân hình lập tức bổ nhào xuống thi thể Thạch Trảm Phong, vươn tay ra chộp một cái. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ ập lên đầu Thạch Trảm Phong chuẩn bị đánh nát đầu gã trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm nổ vang dội, huyết quang chói mắt phát ra từ thể nội thạch trảm phong, một luồng tiềm lực vô hình bộc phát theo huyết quang, lập tức quét sạch phạm vi vài chục trượng xung quanh, không chỉ đánh tan một chảo này của Hàn Lập, mà còn đánh bay cả Hàn Lập và Thạch Xuyên không đang bay theo sau. Thân hình Hàn Lập có chút loạn trạc, rơi xuống cách đó vài chục trượng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh tầng huyết quang phập phồng trông như một quả tim đang đập nhưng thạch trảm phong lại không hề phục sinh như hàn lập dự đoán ngược lại thi thể gã mau chóng khô héo đi trông thấy biến thành một cái xác quát queo chỉ trong nháy mắt hàn lập thấy thế chợt ngẩn ra tiếp đó trái tim kia lại chậm rãi từ trong thi thể đã héo quát lại của thạch trảm phong bay ra lẳng lặng phiêu phù trên không cách cái xác hơn một xích tản mát ra huyết quang người người còn luồng áp lực vô hình kia lúc này đã biến mất vô tung ánh mắt hàn lập lóe lên lập tức bay vào tới thạch xuyên không cũng lao theo muốn chụp lấy trái tim kia còn tiểu tử vẫn cứ ngây ngốc đứng ở một bên không có bất kỳ hành động nào tiểu tử người đứng ngây ra đó làm gì còn không mau động thủ sa tâm ở đằng xa trông thấy cảnh này bèn phẫn nộ quát lớn tiểu tử chợt dùng mình một cái lập tức lấy lại tỉnh tháo nhìn về phía trái tim đang lơ lửng rồi nhấc hai tay lên định khu động hai con khôi lỗi nọ nhưng đúng lúc này trong mắt nàng bỗng hiện lên vẻ thống khổ hai tay ôm lấy đầu cả người ngã lăn ra đất hàn lập nhanh hơn thạch xuyên không một bước đã chộp được trái tim vào tay thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh tiểu tử sa tâm thấy vậy thì cuống lên một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết nơi đầu ngón tay lập tức hiện lên từng điểm từng điểm phù văn màu vàng mi tâm tiểu tử tỏa ra kim quang rực rỡ thân sắc của nàng phạt biến thành lạnh lùng một tay vung lên trường thương màu vàng năm ngón tay còn lại thì không ngừng bay múa tầng tầng lớp lớp thương ảnh màu vàng kéo theo một làn sóng khí màu vàng quét ngang về phía hàn lập đồng thời hai con khôi lỗi hình người vừa rồi còn đứng sướng ở một bên giờ cũng cấp tốc nhào đến hàn lập nhíu mày một mặt luồn lách né tránh thương ảnh một mặt chuẩn bị nghinh đón công kích của hai con khôi lỗi kia được rồi hai người các ngươi không nên tàn sát lẫn nhau nữa vào thời khắc này một thanh âm quen thuộc chợt vang lên trong đầu hàn lập chính là truyền âm của giải đạo nhân hàn lập nghe được thanh âm của giải đạo nhân trong lòng khẽ động không hề dây dưa với hai con khôi lỗi mà nhẹ nhàng lui về phía sau hai đầu khôi lỗi này dường như cũng dừng lại, không có tiếp tục truy đuổi. Hàn lập âm thầm suy nghĩ về lời giải đạo nhân vừa nói, mắt nhìn về phía tiểu tử và sa tâm. Thân sắc tiểu tử vẫn lạnh lùng không đổi, còn trên mặt sa tâm lại không giấu được vẻ kinh nghi, vừa vặn nhìn sang hắn. Ánh mắt hai người lập tức va vào nhau, đều phát hiện được sự khác thường trong ánh nhìn của đối phương. Giải đạo hữu cuối cùng ngươi đã hiện thân nhưng cụ thể ngươi đang ở đâu? Hàn lập nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 trượng, thông qua mối liên hệ tâm thần với giải đạo nhân hỏi. Ta đang ở bên trong cố quan tài thủy tinh, vừa rồi khôi tâm của ta hấp thu được một chút lực lượng huyết mạch nên ta mới có thể tranh thủ cơ hội thức tỉnh. Có điều thời gian không được nhiều lắm, người phải nghe thật kỹ những gì ta sắp nói đây. Giải đạo nhân dồn dập truyền âm, Hàn Lập nghe vậy thì hiện ra vô số nghi hoặc trong lòng nhưng không hề ngắt lời y. Lúc trước ta muốn người giúp ta hoàn thành một đại sự cho chủ nhân, thực ra. Chủ nhân của ta không phải ai khác, mà chính là ta. Thân phận của ta trước đây chính là chủ nhân của Tích Lân Không Cảnh. Năm xưa bởi vì một vài sự cố, đồng thời bị kẻ khác ám toán dẫn đến trọng thương gần chết, vì vậy ta luyện chế một bộ tiên khôi lỗi, hơn nữa lại phong ấn một bộ phận trí nhớ vào bên trong, sau đó tiếp tục trải qua vài biến cố khác nữa, khôi lỗi này mới tới hạ giới, rồi cuối cùng gặp được ngươi." Giải đạo nhân tiếp tục vội vã truyền âm, Hàn Lập nghe vậy không khỏi bồi hồi nhớ lại đủ loại sự tình năm xưa lúc gặp mặt Hoàng Kim Giải tại Ma Nguyên Hải đoạn thời gian này nhờ có người bảo vệ, phân thân của ta mới có thể bình an đến được nơi đây, ta mới có hy vọng phục sinh. Người hãy lập tức mang khôi tâm và bản mệnh tinh hạch dung nhập với thi hài của ta, mượn lực lượng khí huyết khổng lồ đã tích lũy vô số năm tháng của nơi đây, ta có khả năng cô động ra thân thể mới, sau đó phải tiếp tục trải qua giai đoạn dung hợp mới có thể triệt để phục sinh. Trong toàn bộ quá trình không thể để cho người khác quấy rối, sự tình lúc trước ta cần ngươi hứa hẹn tương trợ chính là vì ta mà hộ pháp một lần này. Giải đạo nhân cứ thế gấp gáp nói ra, càng về sau thanh âm càng nhỏ lại, rồi cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm. Hàn lập nghe xong hơi ngẩn ra một chút nhưng lập tức lắc đầu một cái, khôi phục vẻ thanh tỉnh trong mắt, lao đi như tên bắn về phía quan tài thủy tinh giữa hồ. Thạch xuyên không nhìn trái tim trong tay hàn lập, muốn nói gì nhưng lại thôi, miệng thở dài ảm đạm. Ở phía xa, ách quái đã sớm chú ý tới khoảnh khắc hàn lập cùng sa tâm trao đổi ánh mắt, giờ lại trông thấy cảnh này nên không giấu được vẻ khẩn trương. Lão hô lớn, lục hoa đạo hiếu, mau mau ngăn lệ phi vũ lại. Lục hoa phu nhân nghe vậy, nhìn sang ách quái từ chối cho ý kiến, tiếp tục đứng nguyên một chỗ. Ách quái thấy thế lập tức nổi giận, cặp mắt tỏa ra huyết quang nhẹ nhẹ, trên người nổi lên từng đảo từng đảo huyết quang, khí tức đại tăng, không rõ lão vừa thi triển bí thuật gì. Man long kiếm trong tay lão đại phóng hắc quang mạnh mẽ thêm mấy lần, phát ra tiếng kiếm minh như cự long gầm thét. Cánh tay ách quái khẽ động, đang muốn dùng cự kiếm công kích. Đúng lúc đó, ở phía sau lưng lão vang lên tiếng gầm rú chói tai hai đạo thân ảnh màu vàng bổ nhào tới chính là hai con khôi lỗi hình người của tiểu tử cầm đại kiếm trong tay đồng loạt chém về phía ách quái ách quái trao mày lập tức lách mình sang bên cạnh tránh thoát vung ngược tay lên man long kiếm vạch ra một đạo kiếm ảnh đen kịt phạt ngang thân thể hai con khôi lỗi hai con khôi lỗi này cũng phản ứng cực nhanh không ngừng biến hóa cước bộ huy động đại kiếm trong tay tiếp tục chém ách quái tay còn lại nâng khiên chắn ngang người phòng ngừa công kích của man long kiếm kết kết hai thanh âm nứt toác vang lên, man long kiếm trực tiếp chém vỡ hai tấm khiên, rồi lập tức chém ngập sâu vào thân thể hai con khôi lỗi và mắc kẹt ở đó, có điều uy năng của một kiếm này cũng vì thế mà hao hết. Tuy nhiên, hai bộ khôi lỗi hình người vẫn chưa mất đi năng lực, chúng đồng thời ném đi đại kiếm và tấm khiên vỡ, hai tay mạnh mẽ, mẽ hợp lại, ôm chặt man long kiếm, đồng thời thân thể chúng đại thịnh kim quang, liên tiếp xuất hiện những vết nứt, tản mát ba động cường liệt. Ách quái biến sắc, cả người run lên hai lần nhưng không thể đánh bay hai con khôi lỗi, liền vội vàng buông kiếm, thân hình bắn lui về phía sau nhanh như điện. ầm ầm hai tiếng nổ động trời vang lên, hai vầng kiêu dương chói lóa đột nhiên xuất hiện, hư không phụ cận chấn động một hồi, lộ ra vô số khe nứt. Toàn bộ động quật rung chuyển ầm ầm, đất đá rụng xuống như mưa, làm giấy lên từng đợt sóng lớn trên mặt huyết hồ. Thân hình ách quái hiện ra cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy vậy, lão vẫn bình tĩnh nhìn về phía cố quan tài thủy tinh nằm giữa hồ, cùng với thân ảnh Hàn Lập đang nhanh chóng tiếp cận nơi đó, ánh mắt hơi hơi chấp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, tứ tượng chiến khôi đã bổ nhào đến, vây lão vào giữa, tiểu tử đang ngồi ngay ngắn trên lưng khôi lỗi huyền quy. Ách quái, có câu, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Người tội ác tài trời, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Sa tâm cười lạnh một tiếng rồi giơ một tay lên, tứ tượng chiến khôi lập tức áp sát ách quái, phát ra đủ loại công kích như bão táp che khuất cả người lão. Hàn lập bước nhanh đến bên cạnh quan tài thủy tinh, cúi người xuống, vô cùng cẩn thận đặt trái tim vào trong lồng ngực Thánh Hải. Trái tim lập tức sáng lên huyết quang, Thánh Hải cũng theo đó tỏa hào quang chói mắt, giống như hô ứng lẫn nhau. Hàn lập lại lấy ra hạt châu màu vàng nọ, trên mặt lộ ra chút trần chờ. Trái tim kia tất nhiên là đặt vào trong lồng ngực Thánh Hải, nhưng hạt châu này cần phải đặt ở đâu thì giải đạo nhân lại không hề nói, là đặt vào đan điền hay đặt ở trên đầu, Lệ Đạo Hiếu, hạt châu kia hẳn là bản mệnh tinh hạch của Thánh Hải, nên để nó cùng một chỗ với trái tim dung hợp làm một thể mới tốt. Ngay lúc này, có một giọng nói nhắc nhở vang lên trong đầu Hàn Lập, đúng là thanh âm của Lục Hoa Phu Nhân. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Lục Hoa Phu Nhân một cái, trầm ngâm một chút rồi cũng đặt hạt châu kia lên trên trái tim. Hạt châu đại phóng kim quang, lập tức dung nhập với trái tim. Trái tim vốn dĩ đỏ như máu bỗng nhiên được bao phủ bởi kim quang chói mắt, màu sắc lập tức biến hóa chỉ sau mấy hơi thở đã trở thành màu vàng óng, đồng thời lớn lên mấy chục lần, trùng khớp hoàn mỹ với thi hài to lớn. Phanh phanh, phanh phanh, trái tim màu vàng đập rộn lên từng nhịp mạnh mẽ, căng tràn sức sống mới. Một quang trụ màu vàng khổng lồ đột nhiên bộc phát từ thánh Hải, xông thẳng lên trên, phát ra tiếng hú thật lớn, giống như vì được trùng sinh sau vô số năm tháng mà cuồng nghỉ thét dài. Một cỗ khí tức ba động cường đại như cả một bầu trời sao tràn ra từ cột sáng, khiến cho không gian xung quanh thánh hải rung chuyển kịch liệt, Thân hình Hàn Lập bị khí thế to lớn này chấn lui liên tục mấy bước mới có thể đứng vững, ánh mắt hắn toát lên vẻ hoảng sợ. Mặt hồ cuồn cuộn sóng lớn đánh về phía quan tài thủy tinh, dung nhập vào khối thi hài nằm bên trong, quán chú về phía trái tim màu vàng. Trái tim lập tức tuôn ra từng đạo từng đạo huyết quang, lan tràn khắp thánh hài. Thân thể thánh hài bỗng nảy sinh vô số mầm thịt, chúng nhanh chóng hòa quyện với nhau tạo thành một tầng huyết nhục. Theo đà hội tụ của huyết thủy xung quanh, huyết nhục trên thánh hài nhanh chóng gia tăng. Lúc này khu vực xung quanh hồ máu sớm đã biến thành một mảnh hỗn chiến, phần mái vòm đã sụp xuống quá nửa, để lộ ra cả một mảng trời. Hiện giờ đêm đen đã phủ xuống, chỉ có ánh sao đầy trời mà không thấy mặt trăng. Lệ phi vũ, người muốn chết, một tiếng thét chợt xé toang màn đêm sâu thẳm. Sau đó, toàn bộ huyết hồ chấn động kịch liệt, hàn lập nhíu mày quay đầu lại thì thấy ách quái đang trợn trừng hai mắt nhìn hắn, mặt lão không thể giấu được vẻ kinh sợ cùng phẫn nộ. Tâm tình xa tâm lại hoàn toàn tương phản, trong lòng nàng cuồng hỉ không thôi, lớn tiếng phân phó tuyệt đối không được để lão ta thoát khỏi trận, cản trở chủ nhân phục sinh. Vâng, Côn Ngọc và tiểu tử đồng thanh hô, hai người cuống quyết bấm pháp quyết, thanh âm ngâm tụng phát ra từ miệng càng thêm gấp rút, gương mặt cả hai phút chốc tái nhợt, không còn một tia huyết sắc. Chỉ thấy bên dưới mái vòm, khôi lối kim long hiện ra bên trong thiên cương tứ tượng chiến khôi, dương nhanh múa vuốt chiếm cứ phía đông, miệng rồng thôn vân thổ vụ cuồn cuộn không ngớt, phát ra thanh âm đùng đùng. Đám vân vụ tỏa ra mùi cháy khét đặc trưng, sóng nhiệt cuồn cuộn lan khắp xung quanh, ẩn chứa khí thức ăn mòn cường đại. Khôi lối cự hổ thì nằm sấp tại hướng tây, miệng hổ mở to hết cỡ, gào thét phóng ra từng trận từng trận cuồng phong, phong nhuệ sắc bén như lưỡi đao càn quét mà đi, áp lực tựa như vạn nhận ra thân. Khôi lối huyền vũ chiếm cứ phương bắc, thanh quang trào ra từ trong miệng nó như bao trùm trong đó một cô áp lực nước vô hình, khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng như bị núi lớn đè, lại thoáng như bị xa lầy, hành động vô cùng khó khăn chậm chạp, khôi lỗi chu tước bay lơ lửng ở phía nam, toàn thân nó là xích diễm đang sôi trào, há miệng hót vang, phun ra một luồng hỏa diễm cuồn cuộn hừng hực, nung chảy mọi vật gặp phải trên đường. Ách quái tuyệt không lường được sau khi sa tâm giao tứ tượng chiến khôi tuyệt sát đại trận cho hai tên thủ hạ, dưới sự liên thủ thúc dục của hai kẻ này lại có thể phát huy ra uy lực cường đại bực này, khiến lão bị mạnh mẽ giam cầm, nửa ngày không thoát được khốn. chương 980, Hồng Nhan Khuynh Thành Trong lòng ách quái vừa lo lắng vừa căm phẫn, Lửa giận lóe lên trong mắt, làn da toàn thân bị tứ tượng chiến khôi công kích liên tục cũng nổi lên màu huyết hồng. Hống, trong miệng lão phát ra một tiếng hét to, hai chân co lại như cánh cung, đến thời điểm cong hết cỡ, thân hình lão phóng vụt lên phía trên, muốn đột phá tuyệt sát trận ở phía trên. Nhưng mà, thân hình lão vừa mới nhảy lên, áp lực của nước vô hình bên trong thanh quang do Huyền Vũ phun gia tăng lên mãnh liệt, chu tước giữa trời cũng điên cuồng phun lửa, rào rạt cháy lên người lão, lực thiêu đốt thấu đến cả lục phủ ngũ tạng. Ách quái trao mày, đứng nguyên tại chỗ, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân đi ngăn cản bộ Thánh Hải phục sinh. Thế nhưng trong khoảnh khắc lão đứng yên, Sa Tâm liền giơ tay ném lên, một đường vòng cung màu vàng từ trong lòng bàn tay bắn ra, phía trên kim sắc điện quang rung lên ầm ầm, từ bên trong hiện ra một bộ khôi lỗi giáp vàng, toàn thân rực rỡ điện quang. Thân hình nó trắng kiện, cao hơn một trượng, toàn thân bọc giáp che kín cả khuôn mặt, trên thân hiện ra phù văn huyền diệu dày đặc, trong tay không có đao kiếm gì cả chỉ nắm lấy một tấm kim thuẫn khổng lồ cao hơn năm thước, cả người trầm ổn như Thái Sơn. Kim giáp khôi lỗi vừa xuất hiện liền nhảy lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên không hạ xuống đón đầu ách quái vừa mới cực khổ phá tan được xích diễm do chu tước phong tỏa. Đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta, ách quái hét to một tiếng, nâng lên một quyền đánh tới, khôi lỗi nhanh chóng đưa tấm thuẫn ra đỡ, đụng vào nắm đấm ách quái. Bong, trên tấm thuẫn vang lên một tràng âm thanh cổ quái, tựa như chuông lớn phát ra tầng tầng sóng âm ép vào nhau tỏa ra dữ dội giống như sóng giữ trùng trùng điệp điệp đánh vào đá ngầm khí thế vượt xa cả núi rừng gào thét ách quái cảm thấy cánh tay bị một cỗ man lực giống như bài sơn đảo hải xuyên thấu qua xương cốt toàn thân chấn động thân hình bị áp chế mạnh mẽ một lần nữa rơi xuống còn khôi lối cầm thuẫn cũng bị lực lượng trên tay ách quái đánh bay ngược lên trời thân thể liên tục lăn vài vòng trên không trung nhưng vào lúc này bên trong tứ tượng chiến khôi tuyệt sát trận xuất hiện thêm một đạo tàn ảnh màu vàng không hề bị lực lượng trong trận áp chế, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh ách quái. Ách quái vừa rơi xuống đất, lập tức đánh ra sau lưng một quyền. Hư không nổ đùng một tiếng, xích diếm cùng phong nhận đều bị đánh tan, tạo ra một lỗ hổng cực lớn, đạo tàn ảnh màu vàng lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu ách quái. Kim quang thu lại hiện ra là một bộ kim giáp khôi lỗi. Chỉ có điều nó khác với bộ khôi lỗi cầm thuẫn kia, thân hình nhỏ hơn nhiều, cao chưa đến ba thước, kim giáp trên thân chỉ che những chỗ hiểm yếu, nhìn giống một người tí hon. Hai tay nó nắm một thanh kiếm lớn màu vàng còn dài hơn cả thân thể, đâm vào đầu ách quái. Ách quái xoay người lại, đánh lên trên một quyền, lực lượng tinh thần trên nắm tay tuôn ra bốn phía, đẩy phong nhận, thanh quang, xích diễm đẩy trời lui ra ngoài ba trường. Khôi lỗi lập tức chuyển thế, xoay kiếm từ đâm sang đỡ, cả thân hình khôi lỗi núp phía sau thân kiếm bị cố cự lực đánh bay ra ngoài, rơi xuống phía xa. Lúc này khôi lỗi cầm thuẫn đã trở lại, đưa tay đỡ lấy khôi lỗi cầm kiếm. Khôi lỗi cầm kiếm nhảy lên vai khôi lỗi cầm thuẫn, hai con, một công một thủ, hòa thành một khối. Hừ, bước ta đến nước này, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Ách quái lạnh giọng hét lớn nói, thanh âm vừa dứt hai ngón tay lão khép lại chỉ lên chán, mi tâm lão liền chớp động hồng quang, hiện lên một ấn ký màu đỏ thấm hình ngọn lửa. Ấn ký chập chờn sáng lên, sau đó tỏa ra hồng quang đại thịnh, toàn bộ khí thế trên người lão cũng theo đó mà thay đổi. Không tốt, lão ta muốn dùng nhiên huyết chi thuật, mau toàn lực thúc trận áp chế, nhất định không để hắn thoát thân. Sa tâm thấy thế, lập tức hét to lên, ở cạnh quan tài thủy tinh giữa hồ, hàn lập nghe được sa tâm hét lên, định bay qua hỗ trợ. Nhưng mà khóe mắt hắn liếc qua thân thể vừa mới đầy đủ, hoàn mỹ của Thánh Hải đang không ngừng hấp thu máu huyết ở giữa hồ, trên mặt lại hiện vẻ do dự. Trong lúc hắn còn đang phân vân không biết nên tham chiến hay ở lại thủ hộ giải đạo nhân thì dị biến phát sinh. Trên người ách quái rung động rầm rầm, huyền khiếu trên thân sáng lên nhưng không tỏa ra ánh sáng màu tuyết trắng mà xuất hiện màu đỏ như máu, làn da trên thân cũng đỏ sậm, nổi lên từng sợi gân xanh vặn vẹo giống như con rết. Theo đó, khí tức toàn thân lão điên cuồng tăng lên, quanh người phảng phất như mặc một lớp áo bảo vệ màu máu, trực tiếp ngăn cách lực lượng áp chế của tứ tượng tuyệt sát trận ở bên ngoài cơ thể. Thân hình lão đột nhiên hướng nhảy lên trên, sau đó không chờ tứ tượng đại trận và kim giác khôi lỗi ngân cản thì đã hạ xuống, hai chân hình thành thế trung bình tấn, dậm mạnh xuống mặt đất. ầm lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ không gian dưới mặt đất chấn động ầm ầm, sau đó âm thanh những tiếng nổ đùng liên tục vang lên. Mặt đất dưới chân ếch quái run rẩy kịch liệt rồi sụp đổ, lấy đó làm trung tâm, bốn phía mặt đất ào ào bạo liệt, tạo thành vô số mảnh vỡ cự thạch bắn ra bốn phía giống như một cơn bão mạnh quét ra bốn phía. Trong nháy mắt, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, tất cả loạn thạch đều bị hóa thành bột mịn, bên ngoài phạm vi này do xung đột cọ sát kịch liệt vang đầy tia lửa như mưa rơi xuống. Trong tiếng nổ vang liên tiếp, bốn cô tứ tượng chiến khôi căn bản không kịp tránh né, không ngừng lùi lại, chỉ kiên chỉ được hai ba hơi thở, khắp các bộ phận thân thể bắt đầu vỡ vụn ra. Khôi lối cầm kiếm thì thân hình linh động lộn một cái, núp phía sau khôi lỗi cầm thuẫn, bị sóng xung kích quét vang ra ngoài. Trong huyết hồ cũng nổ vang lên những âm thanh đùng đùng, dâng lên từng tầng sóng máu cao hơn 10 trượng, quét tới hướng Thánh Hải ở giữa hồ. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, trên thân sáng lên hơn 400 huyền khiếu, thân thể đang đứng yên bỗng chuyển động, hai tay đồng thời đánh ra những quyền như sấm sét. Tiếng oanh minh mãnh liệt, từng tầng quyền ảnh chằng chịt liên tiếp hiện ra, kết thành một bức tường tinh thần cao lớn, tỏa ra bốn phía, trực tiếp phá tan sóng huyết cuồn cuộn, miễn cưỡng ngăn được đợt sóng này xâm nhập. Sau một lát, tất cả thanh thế dần dần lắng xuống. Mái vòm trên đại điện màu vàng óng đã triệt để sụp đổ nhìn thấy được cả bầu trời, bóng tối buông xuống. Hàn lập thu hai tay lại, ánh mắt đảo qua bốn phía chỉ thấy một mảnh hỗn độn, tứ tượng chiến khôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, mảnh vỡ của chúng sen lẫn trong đá vụn, còn hai cố kim giác khôi lỗi thì không biết bị đánh bay nơi nào rồi. Bỗng nhiên, đồng tử của hắn co rụt lại, nhìn thấy một thân ảnh mềm mại bị vùi một nửa trong đống loạn thạch phía xa, hắc xa trên mặt rơi xuống lộ ra một dung nhan tuyệt thế. Sắc mặt như bạch ngọc, đôi mắt như thu thủy, không phải tử linh, thì còn là ai nữa? thân hình hắn lóe lên, bay tới cạnh nàng, phủi hết đất đá rồi bế nàng lên. Nhìn Tử Linh lâm vào hôn mê, bụng bị loạn thạch xuyên thủng, khóe miệng chảy đầy máu tươi, nhân mặt hiện vẻ thống khổ, Hàn Lập cảm thấy trong tim đau nhói, trong lòng ảo não không thôi. Đây không phải là Tử Linh, vị hồng nhan chi kỷ của hắn ư? Nếu sớm gặp nhau thì nàng không cần phải chịu khổ sở như thế này a. À. Vừa nghĩ, hắn vừa bế Tử Linh nhảy lên, bay về hướng bên kia huyết hồ thân hình hắn sau mấy động tác đã tới bên cạnh đám người lục hoa phu nhân, nhẹ nhàng đặt tử linh xuống, lấy ra một quả đan dược cho nàng ăn, sau đó nói với lục hoa phu nhân, làm phiền chăm sóc nàng một chút. Thần sắc lục hoa phu nhân ngưng trọng, chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Cốt thiên tầm đứng ở bên cạnh âm thầm đánh giá tử linh, khóe mắt hiện ra một tia cảm xúc phức tạp. Cấm chế trên người thạch xuyên không tuy đã được lục hoa phu nhân cởi bỏ nhưng thương thế trên người không nhẹ, giờ này cũng chỉ có thể ngồi dựa ở một bên, không thể tham chiến được. Làm phiền, Hàn Lập nói một câu, sau đó thân hình nhảy lên bay về phía bờ bên kia. Trong hố sâu phía trước, toàn thân ách quái đỏ sậm, huyết vụ trên người bừng bừng, một tay nắm lấy cổ côn ngọc, từng bước đi về phía huyết hồ. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, liền thấy đan điền của côn ngọc đã nổ tung thành lỗ lớn, đầu nghiêng sang bên, đã chết hoàn toàn. Tiểu tử, trên con đoạn đường tới đây tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, chỉ có ngươi là dị số. Lúc trong khắp huyết đại trận ngươi đã bắt đầu phá rối, nhiều lần làm hỏng kế hoạch của ta. Thực tế ta rất thích loại người phá hoại không tuân thủ quy tắc như ngươi. Nếu như ngươi không phục sinh bộ hài cốt kia, ta thật tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y bát cho ngươi. Đáng tiếc, hôm nay ngươi cũng phải chết, ách quái vừa nói, vừa tiện tay ném thi thể côn ngọc ra phía xa, rơi xuống thạch bích nát bét. Ý tốt của ách thành chủ, lệ mỗ tất nhiên báo đáp gấp bội. Hàn lập cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói ra, thanh âm băng hàn thấu xương vừa dứt lời hắn vận chuyển vũ hóa phi thăng công tới cực hạn thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ ách quái thấy thế cười lạnh một tiếng nắm tay đánh tới bên cạnh một quyền chỉ thấy quyền kia do nhiên huyết bí thuật quyền cương như sấm rung động ầm ầm khí thế như vũ bão làm người ta kinh sợ ầm một tiếng nổ đùng vang lên phía dưới nắm tay ách quái một đạo kim quang sáng lên nhưng không phải thân ảnh hàn lập mà lại là kim giáp khôi lỗi cầm thuẫn nó chẳng biết xuất hiện ở đó từ lúc nào nắm tay ách quái đánh chúng vào tấm thuẫn khổng lồ cao hơn năm thước kia. Mà thuẫn như mặt hồ nổi lên từng gợn sóng màu vàng, tầng tầng sóng âm dập dờn như nước, rồi như sóng lớn vỗ bờ, trùng điệp phản chấn mà quay về. Khôi lỗi cầm thuẫn dùng lực đả lực, lấy chính lực lượng mãnh liệt của ách quái để triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho bản thân nó có thể trụ vững, tại chỗ cầm cự với ách quái. chương 981, tới lượt ngươi, cùng lúc đó, một thân hình thấp nhỏ đột nhiên hiện ra từ phía sau kim thuẫn, thoạt trông giống một con khỉ lông vàng vô cùng linh mẫn hoạt bát, trực tiếp bay vọt qua đỉnh đầu ách quái, nó nắm một thanh kim kiếm to lớn trong tay, hung hăng chém vào cổ lão. Trên thân đại kiếm màu vàng chi chít tinh khiếu, vừa chém ra đã bộc phát toàn bộ lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong khiến cho xung quanh lưỡi kiếm như được bao bọc bởi kiếm khí cường đại như một quầng lửa hình răng cưa cháy phừng phừng. Ngay tại thời điểm chém tới, lực lượng tinh thần của kim kiếm phun ra va chạm với tầng huyết vụ bao quanh thân thể ách quái tóe ra vô số đốm lửa nhỏ văng khắp nơi phát ra tiếng tranh minh chói tai một kiếm này tuy cực kỳ mạnh mẽ, mẽ ác liệt nhưng vẫn không tài nào phá vỡ tầng huyết vụ quanh người lão căn bản không cắt được vào trong chút tài mọn ách quái tỏ vẻ kinh thường vừa dứt lời lão đột một thu lại nắm đấm đang nện xuống bề mặt kim thuẫn trước khi phóng nắm đấm ra lần nữa toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên phình to thêm một vòng nổi lên cơ bắp cuồn cuộn tựa như dùng đao bố điêu khắc mà thành cảm giác tràn trẻ tính chất bạo tạc oanh một tiếng nổ vang một quyền này của ách quái giáng xuống bề mặt kim thuẫn tinh khiếu trên kim thuẫn không ngừng sáng lên đem lực lượng công kích phản chấn ra ngoài tạo thành tầng tầng sóng âm lan tỏa thân hình ách quái lại nhún thấp xuống để cho cỗ lực lượng phản chấn kia lướt qua người lão trực tiếp đánh bay con khôi lối cầm kim kiếm phía đằng sau người cùng lúc đó hữu quyền lại oanh kích lên kim thuẫn một lần nữa nhưng không đợi sóng âm kịp phản chấn tả quyền đã cấp tốc giáng xuống lấy khí thế tựa ngàn cân mà đập lên mặt thuẫn một loạt tiếng nổ mãnh liệt vang lên song quyền ách quái như vũ bão không ngừng nện xuống kim thuẫn kim thuẫn vốn dĩ phản chấn ra sóng âm nhưng hiện tại liên tiếp phải hứng chịu công kích của ách quái khiến cho áp lực trên bề mặt nó không ngừng tích lũy và gia tăng chỉ trong nháy mắt cực hạn thừa nhận áp lực của kim thuẫn đã bị đột phá ầm um, một tiếng nổ thông thiên vang lên dữ dội kim thuẫn bị đánh cho nổ tung một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bộc phát ra trực tiếp thổi bay con khôi lỗi đang cầm kim thuẫn ách quái cũng bị chấn lui lại vài bước hai chân lão cắm thật sâu xuống mặt đất mới miễn cưỡng trụ vững hàn lập lúc này tựa như không bị vụ nổ làm ảnh hưởng vẫn lăng không mà đi thân hình hắn giống như một chiếc lá giữa cơn cuồng phong dưới chân phát ra rung động ầm ầm chỉ sau mấy cái lách mình đã xuất hiện trên đỉnh đầu ách quái chỉ thấy hắn lộn người một cái một cái rồi lao xuống thiên sát chấn ngục công trong cơ thể vận chuyển đến mức cực đại, hơn 400 huyền khiếu trên thân toàn bộ sáng lên, một quyền mãnh liệt dáng vào huyệt bách hội nơi đỉnh đầu ách quái. Lực lượng tinh thần vô cùng dày đặc bao bọc lấy quyền đầu, ngừng thực tạo thành một quyền ảnh màu trắng lấp lóe tinh quang, tựa như một phiến hư không tinh thần đang vây quanh, sức mạnh chứa đựng trong một quyền này lại càng khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Ách quái tuy vẫn một mực lưu tâm đến động tĩnh của Hàn Lập, nhưng cũng nhưng không ngờ rằng đúng lúc này hắn lại ra tay dưới tình thế cấp bách không kịp gia tăng phòng ngự lão chỉ có thể cố gắng hết sức nghiêng đầu mình sang một bên còn toàn lực vận chuyển công pháp đối chọi với quyền này nắm đấm của hàn lập trượt qua đỉnh đầu ách quái trong khoảnh khắc nhưng quyền ảnh trắng như tuyết vẫn kịp để lại trên mặt lão một vết sách thật dài để rồi toàn bộ quyền kình trùng trùng điệp điệp dáng cả lên đầu vai oanh một tiếng vang thật lớn mặt đất dưới chân ách quái ầm ầm vỡ nát vô số đá vụn văng lên tung tóe rồi biến thành bột mịn ách quái thất thủ ngã quỵ xuống thân hình lão bị vùi trong đống loạn thạch. Hàn lập không hề dừng lại, hai cánh tay vung lên liên tục, quyền ảnh như sao xa trùng trùng điệp điệp giáng xuống, tạo thành một hồi nổ vang đùng đùng, mặt đất cũng bị chấn động rất mạnh, khói bụi mù mịt tràn ra xung quanh. Lục hoa phu nhân từ xa trông thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt đất sụp đổ không ngừng tạo thành một cái hố thật sâu, kéo theo cả thân hình hàn lập và ách quái, thoáng cái đã không nhìn thấy hai người đâu. Một lúc lâu sau, từ trong hố phát ra một tiếng nổ vang thân thể Hàn Lập đột nhiên từ lòng hố văng ra, bay vọt lên không, phóng ra bên ngoài. Ngay sau đó, một bóng người đỏ tía cũng vọt ra bám theo, đúng là ách quái. Cả người lão chồng chất vết thương, thoạt nhìn thì thấy máu tươi đầm đìa nhưng thực tế chỉ là bị thương ngoài ra một chút, căn bản không đáng bận tâm, có điều, đột nhiên bị Hàn Lập đánh cho tối tăm mặt mũi đã khiến lão thực sự nổi giận. Sau khi lao ra khỏi hố sâu, thân hình ách quái nhẹ nhàng đáp xuống một bên, lão lạnh lùng nhìn Hàn Lập ở cách đó không xa đang lảo đảo đứng lên, cười lạnh. Trách không được tiểu tử ngươi lại có thực lực bực này, nguyên lai cũng tu luyện thiên sát chấn ngục công, không biết pho tượng mà ngươi đang cất giấu là tòa thứ mấy. Trải qua một phen giao thủ vừa rồi, Hàn Lập đương nhiên cũng nhận ra công pháp mà ách quái đang tu luyện cũng là thiên sát chấn ngục công, hơn nữa, đạo hạnh của lão cao thâm hơn hắn nhiều lắm. Chẳng hay ách thành chủ đang tu luyện theo pho tượng thứ mấy. Hàn Lập nhổ ra một búng máu, nhoèn cười hỏi ngược lại. Trong bốn pho tượng năm xưa bị ma quân tận lực phân tán ra, ta chỉ lấy được hai tòa, thiết nghĩ pho tượng trên người ngươi không phải tòa thứ nhất, mà chính là tòa thứ tư, nhưng dù là tòa thứ mấy cũng đều tốt cả. Ách quái không hề che giấu sự tham lam, chỉ bằng hai chúng ta cùng lấy ra trao đổi, thế nào? Hàn lập bỗng nhíu mày nói ra, ha ha, việc đã đến nước này mà lệ tiểu hữu vẫn còn tâm tư đùa cợt sao? Ách quái nghe vậy liền cười cười, vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân lão đột nhiên nứt toác, một bóng người màu vàng lặng lẽ xông ra, hai cánh tay nó luồn dưới nách ách quái rồi hướng lên trên gắt gao kẹp chặt lấy lão bóng người màu vàng kia không phải ai khác chính là con khôi lỗi vừa bị đánh vỡ kim thuẫn trên người nó vang lên tiếng lách cách của cơ quan chuyển động kim giáp quanh thân tự động phân liệt giải khai biến thành từng đạo từng đạo kim cô chói nghiến ách quái lại kim cô dày đặc phù văn tỏa ra lực lượng giam cầm vô cùng mạnh mẽ đồng thời con khôi lỗi cầm kiếm còn lại từ dưới đất chui lên quăng kiếm sang một bên nhảy vọt lên bám vào ngực ách quái đồng thời thân thể nó cũng phát ra thanh âm lách cách kim giáp trên người theo đó tách ra rồi dung hợp với đám kim cô của con khôi lỗi cầm thuẫn nghịch tặc chịu chết đi một tiếng thét điên cuồng từ đằng xa truyền đến đúng là sa tâm đang đại nộ lời còn chưa dứt phù văn trên người hai con khôi lỗi liền sáng lên rực rỡ hóa thành một vầng bạch quang trói mắt bạo liệt nổ tung ầm um, ầm um, ầm um, vụ nổ khiến mặt đất sung lên dữ dội ầm um, ầm um gào thét sông thẳng lên trời xé tan màn đêm tịch mịch bạch quang chói lòa tựa như mặt trời giữa trưa soi sáng toàn bộ mảnh thiên địa trong động quật khiến người ta không dám mở mắt nhìn thẳng hàn lập đã sớm đoán biết được mà lùi thật xa tự lúc nào tận lực tránh né vụ nổ sóng khí cuồng bạo càn quét khắp xung quanh không một ai thấy rõ tình huống bên trong qua một lúc lâu thanh thế vụ nổ dần dần lắng xuống khói bụi cũng theo đó mà từ từ tan đi hàn lập nheo mắt nhìn lại chỉ thấy nơi ách quái đứng lúc trước đã biến thành một cái hố đen khổng lồ sâu hóm Ách quái trơ trọi một mình đứng dưới đáy hố sâu, y phục toàn thân lão đã nát tươm, để lộ làn da đen thẫm khác thường, không phải màu đen do bị đốt cháy, mà là làn da đen sáng bóng vô cùng quỷ dị. Ấn ký đỏ thấm nơi mi tâm của lão giờ đây trở thành trắng như tuyết. Khanh khách, miệng ách quái phát ra từng tràng cười cổ quái kinh hãi nhân tâm, thân hình lão theo tiếng cười hóa thành một đám khói xanh, biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, từ phía xa vọng lại một tiếng nổ vang, chỉ thấy thân hình sa tâm bị đánh vang lên không. Ách quái như một cái bóng đen kịt bám theo nàng sát sạt, một hơi tung ra cả trăm quyền. Oanh oanh oanh, toàn thân sa tâm phát ra tiếng nổ đùng đùng không dứt, cả người bị đánh nát giống như một bãi bùn nhão rơi xuống phía dưới, không rõ sống chết ra sao. Tốc độ của lão ta đã nhanh hơn, lực lượng lại càng mạnh hơn nữa. Hàn lập nhìn thấy một màn này, thần sắc căng thẳng vô cùng. Đừng gấp, giờ sẽ tới lượt ngươi. Sau khi hai chân chạm đất, ách quái quay đầu nhìn về phía hàn lập, chậm rãi nói thanh âm của lão tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, từng chữ một lọt vào tai người nghe khiến cho họ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, mũi chân hắn mãnh liệt đạp đạp xuống đất, cấp tốc thối lui. Nhưng trước mắt Hàn Lập chợt nhoáng lên một cái, một thân ảnh màu đen đã bắt kịp hắn. Cặp mắt ách quái đỏ vằn lên những tia máu, tựa hồ có chút mất lý trí, lão nâng lên một quyền rực rỡ hào quang tinh thần, đánh thẳng vào lồng ngực Hàn Lập. Hàn Lập không dám chủ quan, toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công, đồng thời âm thầm điều động huyết mạch lực lượng bên trong cơ thể. Huyền khiếu trên hai tay hắn đột nhiên sáng rực, cơ bắp như được bơm phồng lên giống như hai cánh cổng vọng lâu vững chắc, bảo vệ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thể nội hàn lập đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ dị, hai cánh tay đột nhiên xuất hiện thêm một loại lực lượng đặc thù, cảm giác không giống với lực lượng chân linh huyết mạch và thiên sát chấn ngục công nhưng lại mơ hồ có chút liên quan. Âm một tiếng vang thật lớn, không đợi hắn nghĩ thông, một luồng man lực cuồng bạo vô song đã giáng xuống hai cánh tay đang che chắn cơ thể hắn. Hàn lập hứng chịu chấn động mạnh đến nỗi hắn cảm thấy một áp lực cực đại cùng với một hồi đau đớn tận xương tủy, hai tay cơ hồ muốn nổ tung. Thân thể hắn lập tức bị đánh bay, vạch trên mặt đất một vệt dài mấy ngàn trượng, rộng gần trăm trượng, cuối cùng đập vào vách đá sau lưng mới miễn cưỡng dừng lại. Vách đá cao hơn mấy trăm trượng ầm ầm vỡ vụn, loạn thạch rơi xuống thành một đống lớn, vùi lấp thân thể Hàn lập. Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại một hồi, sau đó thử nhúc nhích một chút hóa ra vẫn chưa bị đánh nát lúc này ách quái đang vận dụng tinh huyết đồng nhiên là phương pháp hung hiểm nhất trong bí thuật nhiên huyết thời gian sử dụng càng lâu sau này hứng chịu cắn trả càng thêm nặng nề đương nhiên lão đang muốn tốc chiến tốc thắng không cho hàn lập nửa cơ hội thở dốc không hề do dự tiếp tục lao đến công kích quyền ảnh rậm rạp như cuồng phong bạo vũ không ngừng đánh xuống đám loạn thạch phát ra từng trận từng trận nổ vang như huyền lui cuồn cuộn vang vọng cửu thiên vách núi sớm đã bị đánh nát nay triệt để biến thành bột mịn từ giữa đám bụi mịt mù vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ thân hình khổng lồ của sơn nhà cử viên với bộ lông vàng óng đặc trưng đột nhiên lao ra vung lên nắm đấm xù xì to lớn nện xuống đầu ách quái thân hình ách quái chỉ vẻn vẹn lớn bằng cái nắm đấm của cử viên nhưng lão vẫn phóng ra một quyền ầm um, một thanh âm chấn động cực lớn vang lên một cỗ khí thế cuồng bạo tựa như núi lửa phun trào tràn ra mang theo một sức mạnh tràn trề mà hàn lập cũng bất ngờ cuồn cuộn đánh về phía ách quái trong mắt ách quái lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất, một quyền vừa rồi của lão đánh vào cự viên do Hàn Lập biến thành bị bật lui trở lại. Thực tế, Hàn Lập không chịu nổi quyền này, thân thể cao lớn một lần nữa lảo đảo ngã sắp xuống. Nhưng cự viên vừa ngã xuống đã lập tức lăn một vòng, trên người điên cuồng phóng ra lôi điện bằng bạc, chợt hóa thân thành lôi bằng, hai cánh giang rộng sát mặt đất, lướt nhanh đi. Muốn chạy à, chạy đi đâu, đồng tử ách quái co rụt lại, quát lớn, chương 982, cho người mượn dùng một lát, Ách quái vừa dứt lời, cả người bỗng nhiên lóe lên, giống như một tia chớp đen, xoẹt một tiếng, chợt xuất hiện trước người Hàn Lập, một trưởng thỏ ra muốn bóp cổ của hắn. Dường như Hàn Lập đã sớm đoán ra được, ngay khi lão đưa tay ra, trong nháy mắt hắn liền dừng lại, trách thoát tập kích của lão, rồi nhanh chóng lượn vòng, không những vậy tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi, bay về phía bên kia hồ. Thời điểm điện mang bay xuống gần sát mặt hồ, thì bỗng nhiên ngân quang thu lại, một lần nữa hiện ra thân ảnh Hàn Lập ách quái vẫn đuổi theo sát phía sau. Không ngờ tiểu tử ngươi biết không ít trò bịp bợm a à ách quái cười lạnh một tiếng, lần nữa giết tới. Hàn lập thấy vậy, không lùi lại mà trực tiếp nghênh chiến lão. Hắn âm thầm vận chuyển thiên sát chấn ngục công, không những thế chân linh huyết mạch trong người cũng theo đó mà dục dịch. Sơn nhạc cử viên cùng huyền vũ huyết mạch đồng thời kích phát, bỗng nhiên một cánh tay phồng lớn, phía trên mọc ra lông vàng giống như cương châm, trên mu bàn tay cũng hiện ra từng mảnh giáp phiến hào quang màu xanh chỉ thấy một quyền của hắn đập mạnh ra, trên cự quyền tinh quang rực rỡ, lại có lớp mai rùa huyền vũ che chắn đụng vào một quyền của ách quái đánh tới. Âm một tiếng vang cực lớn truyền ra, Hàn Lập chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn như muốn nứt gãy, cả thân hình hắn bị lui về một bước, cũng không có bị đánh bay đi, trái lại ách quái cũng bị lui lại một bước. Dưới sự thôi động thiên sát chấn ngục công, vậy mà chân linh huyết mạch lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy, đến hắn cũng có hơi bất ngờ. Sắc mặt ách quái ngưng tụ, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó lão xài chân bước tới, bỗng nhiên thân hình lao tới trước người Hàn Lập, trên cánh tay tối tăm nổi lên một tầng tinh quang, liền vung lên một quyền đập về phía Hàn Lập. Một quyền này của lão đánh ra không hề có âm thanh gió gào rít, cũng không có có lực lượng thiên quân, nhìn như nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Hàn Lập có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải vận chuyển lực lượng huyết mạch huyền vũ, đưa ngang tay đón đỡ phía trước đường vân mai rùa chưa kịp ngưng ra trên cánh tay hắn đã bị một quyền của ách quái đánh tan cả người bay ngược ra ngoài cả người hắn trượt sát trên mặt nước tạo thành sóng máu cao ngàn trượng sóng máu văng về phía bên kia hồ ngã bên cạnh tử linh ách quái thấy vậy cũng không tiếp tục truy kích mà rất nhanh lướt sóng đi tới giữa huyết hồ ánh mắt của lão nhìn vào thánh hải nằm trên tấm tinh thạch màu máu trong mắt lộ ra hồi ức oán hận cùng với vẻ mặt phức tạp không cam lòng bàn tay năm ngón lão nhập lại như dao bất chợt đâm xuống vị trí trái tim thánh hải Đúng lúc đó, hoa văn phức tạp được khắc trên tấm tinh thạch màu máu bỗng nhiên đều sáng lên, từ trong đó tỏa ra một tầng hào quang màu máu giống như thực chất, cứng rắn cản bàn tay của lão, khiến cho lão không cách nào đâm xuống. Cùng lúc đó, bên bờ huyết hồ đột nhiên nổ vang một tiếng, thân ảnh Hàn Lập lần nữa bắn về phía bên này. Giờ phút này, hắn đã thúc giục Thiên Sát Chấn Ngục Công đến cực hạn, trên người hơn 400 huyền khiếu nhanh chóng tỏa sáng hào quang, hầu như tất cả lực lượng chân linh trong thể nội cũng theo đó mà vận chuyển. Ở sau lưng hắn, sơn nhạc cử viên ngân xí lôi bằng chân long thiên phượng huyền vũ hiện ra từng cái hư ảnh chân linh rồi tiếp đó chui vào cơ thể của hắn mặc dù thân hình không có phát sinh biến hóa tuy nhiên khí thế trên người lại biến đổi hoàn toàn lục hoa phu nhân nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này tuy thần sắc trên mặt chưa biểu lộ gì nhưng sâu trong ánh mắt thì lại hiện lên một tia tán thưởng mấy người cốt thiên tầm khẽ giật mình ách quái cũng chú ý tới biến hóa lúc này của hàn lập bỗng dưng bàn tay lão liền thu lại không ngờ từ bỏ thánh hải chủ động nhanh chóng lùi lại ngàn trường. Nhưng ngay sau đó, cả người của lão liền một lần nữa bắn nhanh về phía Hàn Lập đang lao đến. Cùng lúc đó, dường như trong thể nội lão kích phát lực lượng huyết mạch ma tộc nào đó, trên người một trận đôm đốt rung động, ngay hai bên thái dương mọc ra hai đoạn xương nhọn màu trắng cong lên trên, hơn nữa xương sống lưng còn mọc ra đâm thủng làn da nhô ra ngoài. Theo vẻ chuyển biến phát sinh bên ngoài, khí tức trên người ách quái cũng bắt đầu trở nên như hung thần, huyết vụ tỏa ra từ người ách quái trở nên đục ngầu chịu không được, một cỗ mùi vị huyết tinh đậm đặc từ trong đó thẩm thấu ra ngoài. Thời điểm lão sông tới, thân hình lão có chút cúi xuống, tư thế có hơi khác người, tuy vậy tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ cùng thân hình Hàn Lập mạnh mẽ va vào nhau. Một tiếng ầm giống như âm thanh rồng ngâm hổ gầm gào thét vang lên. Trên đầu quyền Hàn Lập, tập trung hội tụ lực lượng chân linh huyết mạch cũng như lực lượng tinh thần bộc phát, hóa thành một mảnh bạch quang chói mắt, đụng vào cỗ mùi vị tràn đầy huyết tinh phô thiên cái địa. Dầm một tiếng vang thật lớn, một mảnh tinh thần màu trắng và một vòng mặt trời màu máu cùng lúc nổ tung ra. Chỉ thấy tinh quang đầy trời và huyết khí quay cuồng kích động lẫn nhau, rồi tan vào nhau. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo đồng thời cuốn lên trời cao, mang theo cỗ lực lượng kia phát tiết lên trên hư không. ầm ầm trên trời cao, phong vân đột biến, nổ vang không thôi, từng đạo nổ tung tạo ra khe nứt không gian đan sen lẫn nhau, thật lâu không cách nào biến mất. Ngay sau đó, diều huyết hồ, chợt một tiếng hét to vang lên thời khắc ách quái bất phân thắng bại với Hàn Lập bỗng nhiên hai mắt lão ngưng tụ đột nhiên nắm đấm ép xuống từ đó lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm mạnh mẽ vốn Hàn Lập ra nan chống đỡ chân linh huyết mạch trong thể nội cùng với thiên sát chấn ngục công đều đã vận chuyển đến đỉnh phong hơn nữa lại không thể kéo dài giờ phút này rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu quyền thế tan rã một cỗ khí tức màu máu quay tròn ngưng tụ thành một cái quyền ảnh cực lớn mạnh mẽ đánh vào người Hàn Lập ầm um, cả người hàn lập liền lập tức như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài vạch ra một đạo tơ máu ngay trong huyết hồ trực tiếp rơi xuống huyết hồ thân ảnh ách quái nhảy đến từ trên cao hạ xuống đập vào trong huyết hồ song quyền vung vẩy điên cuồng đập từng quyền từng quyền xuống dưới hồ máu huyết hồ rung mạnh không thôi toàn bộ mặt hồ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nhưng thủy trung không thấy thân ảnh hàn lập lệ huynh sắc mặt thạch xuyên không trắng bệch thì thào kêu lên cốt thiên tầm quay mặt đi không đành lòng nhìn lại Lục Hoa phu nhân cũng theo đó mà thở dài một tiếng. Ngay cả Tử Linh trong cơn mê man cũng không tự chủ nhíu chặt đôi mi thanh thú, lộ ra thống khổ vô cùng. Mà giờ khắc này, sâu dưới đáy huyết hồ, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể như bị từng tòa hùng sơn đại nhạc không ngừng trọng kích, xương cốt cả người giống như bị đứt gãy toàn bộ, cho dù muốn dãy dụa tránh né một cái cũng không thể làm được. Càng thêm hỏng bét là, hắn cảm thấy từng quyền trọng kích không chỉ đánh trên người mình, đến ngay cả thức hải cũng theo đó mà chấn động không ngừng thần thức của hắn đã có chút tan rã, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chân cực chi mô trên người hắn sớm đã bị đánh nát, bằng vào một chút lực cuối cùng ngưng tụ ra lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng tán loạn sói mòn. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện khoảng cách chạy lệch giữa mình và ách quái vẫn còn quá xa. Thời khắc kết thúc cuối cùng đã đến, lệ đạo hiểu, đúng lúc đó, một tiếng gọi khẽ vang trong đầu của hắn. Âm thanh kia nghe có hơi giống giọng nói của giải đạo nhân nhưng lại có chút lạ lắm. Hàn Lập muốn đáp nhưng dường như ngay cả thần thức đều không thể ngưng tụ nổi. Lệ đạo hiếu, ta sẽ cho ngươi mượn bản nguyên linh lực dùng một lát, chớ có kháng cự. Lại là một tiếng khẽ gọi, ngay sau đó, bộ thánh hài nằm trên tấm tinh thạch màu máu đột nhiên mở hai mắt ra, không ngờ tỉnh lại. Hai tay nó nhanh chóng kết một cái thủ ấn cổ quái, giơ ngón tay điểm một cái ngay trái tim của mình, rồi lập tức nhấc cổ tay ra, từ đó tuôn ra một luồng hào quang màu vàng óng, ngưng tụ ngay đầu ngón tay gã, hóa thành một viên đan dược màu vàng chỉ thấy nó tùy ý bấm quyết viên kim hoàn kia liền hóa thành một đạo hồ quang màu vàng bỗng nhiên lóe lên chui vào trong huyết hồ không tốt ách quái thấy vậy vội vàng phất tay ngăn cản viên kim hoàn kia giống như có người điều khiển xuyên qua khe hở của tay lão trực tiếp nhập vào trong nghi tâm của hàn lập cái đó là lục hoa phu nhân thấy vậy kinh ngạc vạn phần là tiên linh lực là tiên linh lực thạch xuyên không cảm ứng được khí tức trên đó vẻ mặt đột biến sợ hãi kêu lên còn trong mắt cốt thiên tầm thì lại lộ vẻ nghi hoặc tựa như không biết thứ này nhưng vào ngay lúc đó sâu trong huyết hồ bỗng nhiên huyết thủy quay cuồng từ đó tuôn ra một mảnh hào quang màu vàng sáng lạn tựa như ánh mặt trời ló dạng ánh mắt ách quái biến đổi lão phát hiện nắm đấm của mình không ngờ trở nên chậm chạp không gì sánh được khắp nơi bốn phía trong hư không dường như có từng sợi tơ vô hình dệt thành tấm lưới trói buộc cả người lão lại khiến cho hành động của lão trở nên chậm chạp làm cho lão khiếp sợ nhất chính là suy nghĩ của lão dường như đang trở nên chậm chạp vô cùng, chẳng qua thời điểm lão phát hiện ra chuyện này thì đã quá muộn. Một vòng kim luân chạm giống thật lớn chẳng biết lúc nào đột nhiên hiện ra phía sau lão, từng tia từng sợi lực lượng thời gian pháp tắc giống như là gợn sóng lưu truyền, gắt gao giam cầm lão ngay tại chỗ. Ách quái mạnh mẽ không thể nghi ngờ, cho dù bị chân ngôn bảo luân giam cầm ở khoảng cách gần như vậy, mà động tác của lão không hoàn toàn ngưng động, trong khi phát hiện vẻ khác thường sau lưng, lão liền cố gắng quay người muốn đánh nát Bảo Luân. Nhưng mà, Hàn Lập đâu chịu cho lão cơ hội như vậy. Một tiếng xoẹt lôi minh, chỉ thấy một đạo điện quang màu vàng bỗng nhiên hiện lên, không ngờ chính là một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bị đè nén rất lâu trong thể nội Hàn Lập, cuối cùng mới thoát ra ngoài, phảng phất mang theo gieo hò vui vẻ như được sống lại, bắn thẳng đến phía trước ách quái. Do khoảng cách cả hai thật sự quá gần, mơ hồ trong nháy mắt, mũi thanh trúc phong vân kiếm đã đâm vào bụng ách quái. Nhưng thể phách ách quái cường đại quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, uy lực một chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng thực có hạn, khó khăn lắm mới chỉ đâm được bên ngoài đan điền của lão, không còn cách nào tiến thêm được nữa. Lúc này, một tiếng hét to từ dưới nước vang lên, trong lòng bàn tay hàn lập sáng lên hào quang màu vàng, hắn liền vận dụng một chút tiên linh lực cùng với lực lượng thân thể còn sót lại cuối cùng, tất cả đều ảo ra, ấn mạnh vào chuôi kiếm. Một tiếng xùy vang nhỏ, cuối cùng, thanh trúc phong vân kiếm đã xuyên qua bụng ách quái, trực tiếp đâm vào đan điền của lão. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo lôi điện màu vàng lóe lên, chợt một tiếng sấm sét nổ vang. Trong miệng ách quái phát ra một tiếng kêu thảm kéo dài, vùng đan điền nổ tung thành một lỗ máu, từ đó tỏa ra một luồng khói khét lẹt. Ngay sau đó, chỉ thấy huyết quang trong mắt lão bắt đầu tan ra, khôi phục lại màu sắc vốn có ban đầu, ô quang trên người cũng dần biết mất, tuy vậy xương cốt nhô ra ngoài thì không có thu lại, cả người lão bịch, bịch, bịch lui lại về phía sau ba bước, rồi tiếp đó ngửa mặt lên trời ngã ngược ra sau. chương 983, Hồi sinh, Hàn Lập cố gắng đứng dậy, tập tính đi tới phía trước, giơ tay giúp Thanh Trúc phong vân kiếm đâm trong đàn điền của ách quái ra. Lông mày hắn nhíu chặt lại, một kiếm chém ngang, cắt đầu ách quái xuống. Lúc này, hắn cảm thấy kiệt sức, chân ngôn Bảo Luân và Thanh Trúc phong vân kiếm đều lóe lên hào quang, rồi tự động quay trở về trong cơ thể. Toàn thân Hàn Lập đầy vết máu, cơ thể bị hủy hoại tà tơi nhưng hắn chỉ nhìn tử linh đang ở đằng xa, khóe miệng nở một nụ cười, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Lục hoa phu nhân, cốt thiên tầm, thạch xuyên không nhìn thấy cảnh này, mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ách thành chủ, ách quái, cứ như vậy, chết, cốt thiên tầm lẩm bẩm một tiếng. Lục hoa phu nhân không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu nhẹ. Sau khi hết khiếp sợ, thạch xuyên không không khỏi thở dài một cái, cũng ngồi bệt trên mặt đất. Hàn lập cố gắng khoanh chân lại, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Tại thời điểm này, viên đan dược màu vàng trong cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại sắp biến mất, tiên linh lực của cơ thể cũng nhanh chóng trở nên đình trệ. Hắn thừa dịp còn có thể vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể, vội vàng lấy từ trong không gian hoa chi ra một ít đan dược. Đan dược chữa thương trên người hắn đã gần hết, hơn nữa đan dược bên trong tích lân không cảnh thì sao có thể so sánh với đan dược ở bên ngoài được. Sau khi lấy ra đủ đan dược, đôi mắt hàn lập lóe lên một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn đưa tay vào trong ngực. Hắc quang lóe lên trong tay hắn, từ đó xuất hiện một pho tượng màu đen, đó chính là pho tượng lấy được từ chiếu cốt chân nhân. Ngay sau khi làm xong việc này, viên đan dược màu vàng trong cơ thể Hàn Lập đã biến mất hoàn toàn, tiên linh lực trong cơ thể cũng dừng lại hoàn toàn. Hắn không quan tâm đến việc này nữa, lấy ra vài viên đan dược nuốt vào, thương thế trên người nhanh chóng được cải thiện. Lệ đạo hiếu, người có ổn không? Không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, ngay cả ách quái cũng không phải là đối thủ của ngươi thạch xuyên không đi tới hỏi không sao hàn lập khoát tay áo từ chối cho ý kiến đứng dậy đi đến bên cạnh tử linh cẩn thận kiểm tra tình hình của nàng thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng hắn mới nhẹ nhàng thở ra sau đó xoay người đi đến bên cạnh thi thể ách quái thần thức đảo qua lông mày nhăn lại trên người ách quái vậy mà trống rỗng không có gì hết sao lại như vậy Hàn Lập ngạc nhiên, bên trong tích lân không cảnh không thể nào sử dụng chữ vật pháp khí, vì vậy trên người mỗi người đều mang theo không ít vật dụng cần thiết không thể thiếu như đan dược, vũ khí. Tại sao trên người ách quái lại không có vật gì? Chẳng lẽ là trong lúc giao chiến đã thất lạc, ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn thấy trên ngón tay trái ách quái có một cốt giới chỉ màu trắng. Chiếc nhẫn này dường như dùng hài cốt chế tạo nên, tàn mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, nhìn qua biết ngay không phải vật tầm thường. Hàn lập suy nghĩ một lát, lấy giới chỉ ra, ánh mắt không tệ, ta đã lấy hài cốt tinh không thú làm vật liệu, lại dùng tinh thần và không gian cấm chế luyện chế ra tinh không giới cho ách quái, chỉ cần dùng lực lượng tinh thần là có thể sử dụng. Lục Hoa Phu Nhân nói, Hàn Lập nghe vậy, liếc nhìn Lục Hoa Phu Nhân, âm thầm thúc giục lực lượng tinh thần trong cơ thể, rót vào trong cốt giới, đồng thời thần thức cũng bắt đầu tìm kiếm bên trong. Cốt giới hiện ra một tầng bạch quang, chặn thần thức của hắn lại. Hàn Lập yên lặng vận chuyển lực lượng tinh thần trong huyền khiếu, làm chấn động tầng bạch quang, nhanh chóng một tiếng rác vang lên bạch quang vỡ vụn ra thần thức liền chui vào bên trong cốt giới không gian bên trong giới chỉ không lớn chỉ khoảng hai hoặc ba trượng một cái chữ vật pháp khí bất kỳ ở bên ngoài so với cái này cũng lớn hơn nhiều nhưng ở bên trong tích lân không cảnh không cách nào sử dụng tiên linh lực một món chữ vật pháp khí như thế này lại cực kỳ chân quý có rất nhiều thứ bên trong không gian chữ vật chẳng hạn như đan dược vũ khí thú hạch còn có các biển tịch và một số vật khác Thần thức Hàn Lập quét qua những thứ này và nhanh chóng tìm kiếm, chẳng mấy chốc đôi mắt hắn sáng lên, tập trung vào một góc của không gian chữ vật, nơi đó đặt hai bức tượng. Hai bức tượng này quen thuộc với Hàn Lập vô cùng, cơ bản giống với hai bức tượng thiên sát Trấn ngục công trong tay hắn, chính là hai bức tượng còn lại. Hàn Lập mừng thầm nhưng không lấy nó ra để tránh bị để ý. Hắn thu hồi thần thức, đeo cốt giới chữ vật vào ngón tay mình, sau đó lấy hai bức tượng trên người và những đan dược kia bỏ vào trong. Lúc này, tiếng, dầm ào ào, vang lên bên trong huyết hồ ở gần đó, một đạo ánh sáng màu máu từ bên trong bắn ra, nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể ách quái, vèo một tiếng kéo vào trong hồ biến mất. Lông mày hàn lập nhíu lại, xoay người nhìn quan tài thủy tinh, khuôn mặt lóe lên vẻ trầm ngâm. Lúc này, xa tâm ở bên cạnh từ từ tỉnh lại. Tuy rằng cơ thể nàng tổn hại nghiêm trọng nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên được. Cùng lúc xa tâm tỉnh dậy, đôi mi thanh tú của tử linh ở bên cạnh cũng khẽ động rồi mở mắt ra hàn lập nhìn thấy cảnh này khuôn mặt vui vẻ đang muốn bước đến nhưng đột nhiên dừng bước ách quái sa tâm nhìn xung quanh và rất nhanh thấy thi thể ách quái mặt lộ vẻ kinh hãi sa tâm thành chủ yên tâm ách quái đã bị lệ đạo hữu giết rồi lục hoa phu nhân nhếch miệng cười nói sa tâm nghe nói thế khuôn mặt thả lỏng nhìn về phía hàn lập với vẻ ngạc nhiên mở miệng đang muốn nói gì đó tốt rồi ách quái đã chết không còn việc gì của các ngươi nữa những người khác đều rời khỏi lệ đạo hiếu ở lại một giọng nói uy nghiêm từ bên trong quan tài thủy tinh truyền ra chính là giọng nói của giải đạo nhân vào thời điểm này nước trong huyết hồ vẫn đang tràn về phía quan tài thủy tinh da thịt thánh hải rõ ràng đã căng ra biến thành một cơ thể nam nhân trần trụi người này trông giống như một nam tử trung niên với mái tóc trắng và khuôn mặt vuông mặc dù lúc này mắt gã vẫn đang nhắm nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm hình dáng này hàn lập nhìn cơ thể nam nhân trong quan tài thủy tinh đôi mắt hắn khẽ lóe lên Tại thời điểm này, nam nhân nằm trong quan tài có mấy phần giống với giải đạo nhân năm đó nhưng không giống hoàn toàn. Chủ, chủ nhân, ngày cuối cùng đã sống lại, thật tốt quá, xa tâm thấy cảnh này, khuôn mặt nàng lộ vẻ vui mừng như điên, mặc kệ vết thương trên người mà quỳ lại quan tài thủy tinh trên mặt đất, kích động nói. Ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, có lệ đạo hữu ở đây bảo vệ ta là được rồi. Giải đạo nhân tiếp tục nói, việc này, lệ đạo hiếu tuy rằng giúp chúng ta giết ách quái nhưng dù sao hắn cũng là ngoại nhân hay là để thuộc hạ bảo vệ thì tốt hơn sa tâm nhìn hàn lập rồi nhẹ nhàng nói lệ đạo hiếu đã cùng ta tương giao nhiều năm ngươi không cần lo lắng hơn nữa hiện tại ta có nhiệm vụ khác phân công cho ngươi giải đạo nhân nói đến phân nửa liền nhỏ rộng xuống hiển nhiên là chuyển sang truyền âm thuộc hạ tuân mệnh lệ đạo hiếu nơi đây trông cậy vào ngươi khuôn mặt sa tâm thay đổi lập tức gật đầu nói với hàn lập một tiếng sau đó mang theo tử linh đi ra bên ngoài. Đợi một chút, xa tâm thành chủ, tử linh là bằng hữu của ta, kính xin các hạ gỡ bỏ cấm chế trong thần hồn của nàng, để nàng trở về bản tâm. Hàn lập chợt gọi xa tâm lại nói ra, tử linh nghe nói thế, cơ thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Người xem trí nhớ của ta, thiếu chút nữa đã quên việc này rồi, ngày đó tử linh mới vào khôi thành, ta lo lắng nàng chính là gian tế huyền thành phái tới, cho nên mới phòng ấn trí nhớ của nàng. Kính xin lệ đạo hữu chớ trách, ta sẽ giải trừ phong ấn cho nàng ngay. Sa Tâm nghe nói vậy, lên tiếng xin lỗi Hàn Lập, sau đó đi đến trước mặt Tử Linh. Hai tay nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên đưa hai ngón tay ra, điểm vào đôi lông mày của Tử Linh, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh sáng màu vàng thoát ra, chui vào đôi lông mày của Tử Linh. Trên trán Tử Linh xuất hiện đường hoa văn màu vàng, tạo thành hình phong ấn thuật, đôi mắt trở nên mơ hồ, cơ thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Giải. Sa Tâm khẽ quát một tiếng. Đường hoa văn màu vàng trên trán Tử Linh sáng lên, sau đó hóa thành vô số quang điểm phiêu tán. Tử Linh rên lên một tiếng rồi hôn mê, cơ thể ngã trên mặt đất. Một bóng người lóe lên, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ngay bên cạnh đỡ Tử Linh. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Lệ Đạo Hữu không cần sốt ruột, Tử Linh nàng ấy chỉ là tạm thời hôn mê, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Sa Tâm cười nhạt nói, nói xong, nàng quay về phía Quan Tài Thủy Tinh thi lễ một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Lục Hoa phu nhân, Cốt Thiên Tầm cũng đi theo phía sau. Ánh mắt của Thạch Xuyên không đã rời khỏi người giải đạo nhân, nhìn sang Hàn Lập, dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi mà đi ra ngoài. Mấy người nhanh chóng ra khỏi không gian ngầm dưới lòng đất và đi ra bên ngoài. Sa Tâm đóng lối vào thông đạo, không rời khỏi, mà khoanh chân ngồi xuống ở bên ngoài, trên người tỏa ra ánh bạch quang nhàn nhạt, nhạt, dường như đang vận công chữa thương. Ba người Lục Hoa phu nhân cũng không rời đi mà mỗi người đi đến đứng bên cạnh khuôn mặt lục hoa phu nhân âm tình bất định, sau đó cắn răng một cái, mang theo cốt thiên tầm đi đến trước mặt sa tâm, chắp tay nói, tại hạ lục hoa, mang theo con gái thiên tầm, bái kiến sa tâm thành chủ. Đại lễ này của lục hoa đạo hiếu, tiểu nữ làm sao dám nhận. Sa tâm chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nói, sa tâm thành chủ đức cao vọng trọng, hôm nay có vị cao nhân trong quan tài thủy tinh kia tương trợ, thống nhất tích lân không cảnh ở trong tầm tay. Tại hạ trước kia mở mắt, tương trợ ác tặc ách quái đối đầu với sa tâm thành chủ, mong thành chủ rộng lòng tha thứ hôm nay tại hạ nguyện ý bỏ tối theo sáng làm thuộc hạ cho sa tâm thành chủ mong rằng thành chủ có thể thu nhận lục hoa phu nhân thành khẩn nói tiểu nữ cũng nguyện ý gia nhập khôi thành mong rằng thành chủ chấp nhận cốt thiên tầm cũng khom mình hành lễ nói a các ngươi muốn gia nhập khôi thành ha ha cốt thiên tầm thì chưa nói đến còn lục hoa đạo hiếu trước kia ngươi tương trợ ách quái nghiên cứu chế tạo ra không biết bao nhiêu tinh khí tạo thành vô số tổn thương với khôi thành chúng ta xem như ta có thể độ lượng thu nhận ngươi vào khôi thành chỉ sợ rằng những người khác trong khôi thành cũng không tha cho ngươi sa tâm lường lục hoa phu nhân một cái lạnh lùng nói tại hạ hiểu rõ để làm dịu cơn giận của những người ở khôi thành tại hạ sẵn sàng nói rõ bố trí binh lực xung quanh huyền thành còn có nhược điểm của cấm chế phòng ngự thành cho sa tâm thành chủ biết phòng ngự của huyền thành đại đa số đều do ta cùng ách quái liên thủ bố trí đấy không biết như vậy có được hay không lục hoa phu nhân cười khổ nói một tiếng nếu như lục hoa đạo hữu đã có thành ý như vậy, tiểu nữ cũng không thể không thu nhận người. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi chính là người của khôi thành ta. Sa tâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói. Đa tạ thành chủ, lục hoa phu nhân vui vẻ, lại cùng cốt thiên tầm thi lễ một lần nữa. chương 984, nhìn lại, dường như đã trải qua mấy đời. Thạch Xuyên không nghe được cuộc nói chuyện giữa lục hoa phu nhân và ách quái, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi tới. Sa tâm thành chủ, Ta có việc muốn thương lượng cùng các hạ, không biết thành chủ có thể bỏ chút thời gian lắng nghe." Thạch Xuyên không chắp tay nói ra. "Thạch đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Sa Tâm liếc Thạch Xuyên không một cái, nhàn nhạt nói ra. "Liệu có thể đi qua chỗ khác nói chuyện không?" Thạch Xuyên không nói tiếp, đuôi lông mày Sa Tâm khẽ động, trong ánh mắt tỏa ra một cỗ phong mang lợi hại. Thạch Xuyên không mỉm cười, bình thản đón nhận ánh mắt sắc bén của Sa Tâm. Sa Tâm thu lại nhuệ khí trong mắt, gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi cùng Thạch Xuyên không qua một bên, truyền âm trao đổi. Chấm, trong không gian dưới mặt đất, Hàn Lập Bế Tử Linh đi tới chỗ bằng phẳng, đặt nhẹ nàng xuống. Sau đó hắn lấy ra một quả đan dược chữa thương cho nàng ăn, còn bản thân ngồi một bên, ngắm nhìn dung nhan của nàng. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ. Đôi mi thanh tú của Tử Linh nhíu lại, ưng một tiếng mở mắt ra. "Ngươi đã tỉnh?" Hàn Lập nghiêng mình qua, trong mắt hiện lên một chút kích động đôi mắt thanh tú của tử linh sáng lên nhìn lại không có còn nửa phần mê man hiển nhiên đã khôi phục tâm trí triệt để sau một khắc thân thể mềm mại của nàng cứng đờ đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn hàn lập là ngươi thật sao nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má hàn lập miệng thì thào nói ra thân hình phảng phất ngây ngốc là ta những năm này đã để ngươi chịu khổ rồi hàn lập nắm bàn tay mềm mại của tử linh nhẹ nhàng nói hai người lặng im không nói nhìn nhau thật lâu đắm chìm trong cảm xúc nhiều năm xa cách giờ lại vui sướng gặp lại nhau ở một thế giới khác. Hàn lập ngắm dung nhan diễm lệ vô song của tử linh, từng kỷ niệm trong quá khứ ủa về. Đầu tiên vô tình gặp ở loạn tinh hải, tiếp đó cùng tiến vào hư thiên điện, cùng nhau trải qua hoạn nạn ở âm minh chi địa to lớn, sau đó cùng xông vào trụy ma cốc, kết thành tình nghĩa sâu đậm. Ở đại tấn cùng nhau đi du lịch một phen, về sau gặp lại nhau ở ma giới. Từng bước hỏa ký ức chôn sâu trong lòng hắn lần lượt hiện lên, khắc cốt minh tâm giống như mới xảy ra ngày hôm qua hôm nay mới chớp mắt một cái, đã là vạn năm xa cách, người vẫn như cũ, chỉ có vật đổi sao rời, dường như đã trải qua mấy kiếp người. Đôi mắt tử linh trong như mặt nước, phản chiếu biến hóa trên khuôn mặt hàn lập, tựa hồ nàng cũng đang chìm trong những hồi ức xưa cũ. Vốn tưởng rằng ta phi thăng thượng giới không biết bao lâu sau mới có thể gặp lại ngươi, dù sao nơi đây cũng thật sự quá lớn. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp được, lại dưới tình huống như thế này. Thật lâu sau, thần tình trên mặt tử linh mới khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói ra đúng là trùng hợp ta có việc mới gián tiếp đi tới ma vực nếu không cũng không biết bao lâu nữa mới gặp được ngươi hàn lập từ trong si mê tỉnh lại cười nói hai người đều là những người có tâm trí kiên định cho dù xa cách lâu như vậy cũng rất nhanh khắc chế được kích động trong lòng đúng rồi ta nhớ lúc mới tiến vào tích lân không cảnh liền bị sa tâm thành chủ dẫn vào khôi thành sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này nơi đây là địa phương nào tử linh nhìn lại xung quanh trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nơi này là đại khư, ở sâu trong tích lân không cảnh, người tiến vào khôi thành rồi bị sa tâm dùng thủ đoạn gì đó phong ấn thần hồn, cho nên không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra. Hàn lập kể lại các tình huống phát sinh trước khi hai người gặp nhau, cả thông tin về tử linh mà hắn nghe được từ người khôi thành đều nói ra hết. Nguyên lai like là như vậy, không thể tưởng tượng được sa tâm thành chủ lại phong ấn trí nhớ của ta, cũng may nàng không có ác ý, nếu không hôm nay ta và ngươi cũng không thể bình yên gặp nhau. Tử linh thì thào một tiếng cười nói ra có câu không hại người nhưng không thể không đề phòng người tính tình xa tâm chúng ta không hiểu rõ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn hàn lập nói ra ân ta hiểu đúng là trước đây có chút coi thường rồi tử linh nhu thuận đồng ý một tiếng đúng rồi tình huống hạ giới sau khi ta phi thăng như thế nào tại sao ngươi nhanh như vậy có thể phi thăng thượng giới lấy tư chất của ngươi theo suy đoán của ta thì không thể phi thăng nhanh như vậy được hàn lập tựa hồ nghĩ tới cái gì đó có chút không hiểu hỏi ngươi muốn hỏi tình huống của nam cung tỷ tỷ chứ gì cứ hỏi thẳng là được việc gì phải quanh co vòng vèo tử linh lườm hàn lập một cái nói ra hàn lập bị tử linh nói trúng tim đen trên mặt liền xuất hiện vẻ ngượng ngùng ngươi yên tâm trước khi ta độ kiếp đã từng tới linh giới điều tra rồi có đồ vật ngươi để lại mọi việc trong thanh nguyên cung đều bình thường nam cung tỷ tỷ cũng tu luyện rất thuận lợi đã đạt đến cảnh giới đại thừa hiện tại đang tranh thủ tích góp tài nguyên cùng các thủ đoạn để sớm ngày vượt qua lôi kiếp phi thăng về phần ta, bởi vì gặp một ít cơ duyên cho nên mới vượt qua lôi kiếp nhanh hơn các nàng một chút mà thôi. Tử Linh nhàn nhạt, nhạt nói ra, Hàn Lập nghe xong, thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng những lo lắng trong lòng được buông xuống. Người tu luyện công pháp chính tông của nhân tộc, lúc phi thăng hẳn là đến tiên vực A, sao bây giờ lại ở ma vực? Tử Linh lại hỏi,